cặp đôi này đến đảo Jeju để chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia vừa đi vừa kể cho họ nghe về huyền thoại Dan Hasselbank, những bức tượng đá lớn tìm thấy trên đảo, chúng được coi là vị thần sinh sản và bảo vệ. Những bức tượng này được đặt bên ngoài nhà thờ để ngăn cản ma quỷ. Cô dâu liền chạm vào mũi của một bức tượng để cầu xin mình có thể sinh được con trai. Nhưng ngay sau đó, cả hai bức tượng bắt đầu tan vỡ và biến thành cát bụi dưới sự ngỡ ngàng của cặp đôi vợ chồng trẻ. Những con quỷ nhập vào hai người họ, mà nhiếp ảnh gia vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Khi anh quay đầu lại, thì hoảng hốt nhìn thấy chú rể biến thành quái vật và bị tấn công. Một người đàn ông đã kịp thời xuất hiện với cây kiếm ma thuật của mình đã giết con quỷ đó. Và anh tên là Van. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và ngầu lòi của anh, thì Ed chỉ muốn dụng chứng ngay lập tức, hi hi. Cùng lúc đó, hai linh mục trong nhà thờ thấy một bức tranh bị vết loang của máu lấn dần. Điều này cho biết sẽ có dấu hiệu chẳng lành và họ nhanh chóng triệu tập John đến gấp. Lúc này, cha John và Chan Hyok đang trừ tà cho một phụ nữ bị hồn ma chiếm hữu và cố gắng nhục mạ anh. Vị linh mục đến bảo anh đi theo mình, nhưng anh vẫn tiếp tục buổi lễ và giúp người phụ nữ đó được giải thoát. Khi hoàn thành xong công việc, anh đến gặp vị linh mục cao cấp, người đã kể cho anh nghe về truyền thuyết về những bức tượng đá. Ông thông báo rằng vết máu loang trên bức tranh đó chính là điềm báo cho thấy thế giới này một lần nữa sẽ bị đe dọa bởi cái ác, và con quái vật đã giết vị cứu tinh của hòn đảo vẫn còn sống dưới hình dạng của một con người. Chan Hyok được yêu cầu đến đảo Jeju và ngăn chặn con quái vật này. Ở một nơi khác, Won Min Ho, chủ tịch tập đoàn Daehan, người đang có một cuộc tranh luận nhỏ với một phóng viên báo chí có mặt tại buổi triển lãm nghệ thuật của mình. Khi được hỏi về số tiền dùng để mua 100 bức tranh này có mục đích rửa tiền, cô nói rằng toàn bộ chúng sẽ được bày trong khách sạn để mọi người có thể thưởng thức. Tối hôm đó, khi Min Ho đang ăn tối thì dì của cô, giám đốc khách sạn Daehan xuất hiện. Bà đến để tranh cãi với Min Ho về quyền quản trị và sở hữu khách sạn. Tuy nhiên, cô đã khiến bà phải tức giận khi nói rằng phần lớn cổ phần của khách sạn thuộc về cha cô, và cô chính là đứa con gái duy nhất của ông. Cô có thể làm bất cứ điều gì với khách sạn của mình. Nghe thấy vậy, bà bất lực và rời đi. Trên đường về, xe của Min Ho bất ngờ gặp phải tai nạn, và khi thấy những tên côn đồ cố tình gây rắc rối, cô xuống xe và yêu cầu thư ký của mình xin lỗi. Nhưng họ vẫn cố tình gây sự khiến Min Ho không thể kiềm chế được nữa. Cô vật ngã một tên, còn tên còn lại cũng rất ngỡ ngàng nhưng cũng kịp quay lại được cảnh đó rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, đoạn video của Min Ho xô xát với đám người kia lan truyền chóng mặt khiến dư luận chỉ trích mạnh mẽ về cô và gây tổn thất lớn đến hình ảnh công ty. Min Ho hỏi rằng liệu gì mình có phải là người đứng sau tất cả mọi chuyện hay không, nhưng bà lập tức phủ nhận và yêu cầu cô vào trong nói chuyện với chủ tịch. Trong văn phòng của bố mình, cô cố gắng giải thích với ông về sự việc xảy ra nhưng ông đã đổ lỗi cho cô vì việc làm đó của cô mà cổ phiếu của công ty đã sụt giảm rất sâu. Chú của cô là quản gia Giang gợi ý rằng cô nên từ chức và tránh mặt một thời gian vì vụ bê bối này. Nhưng Min Ho phản đối ý kiến đó và rời đi. Khi ra ngoài, cô gọi điện cho thư ký của mình và yêu cầu điều tra về hai kẻ đã giở trò. Quản gia Giang khuyên cô đến đảo Jeju để làm tình nguyện, nơi cô từng học khi còn nhỏ. Nghe cũng hơi vô lý nhưng cô không còn lựa chọn nào khác nên miễn cưỡng đồng ý. Khi tới sân bay Jeju, các phóng viên vẫn đi theo cô để cố gắng chụp ảnh và Min Ho đành phải chạy trốn bằng lối thoát hiểm để lại thư ký một mình cầm chân bọn họ. Ngay khi đặt chân lên đảo, cô cảm nhận được một nhịp đập kỳ lạ và người phụ nữ ở một nơi nào đó cũng có cảm giác tương tự. Khi cô đang tìm xe của mình thì thấy cái gì đó khiến cô khựng lại, hóa ra là con quái vật cô dâu ở đầu phim, còn con quái vật chú rể đã bị soái ca Van cho đăng xuất ra khỏi trái đất rồi. Min Ho sợ hãi bỏ chạy và con quái vật cũng đuổi theo sau cô. Sau cuộc rượt đuổi căng thẳng giữa cô và con quái vật, Min Ho đánh lạc hướng con quỷ bằng cách mở khóa xe của cô và chạy nhanh theo hướng ngược lại. Tuy cô đã chui được vào thùng xe, nhưng con quái vật đã phát hiện và cố gắng tiếp cận cô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì soái ca Van xuất hiện một cách ngầu lòi. Anh chạy trên mặt nước như nhà ảo thuật ra và lao nhanh đến để chiến đấu với nó. Chỉ sau một đòn giải phóng mana mà con quái vật đã xanh cỏ rồi. Đúng là đã đẹp trai rồi lại còn tài giỏi nữa. Min Ho bị sốc với những gì đã xảy ra, nhưng Van đã kịp thời cứu cô. Min Ho đột nhiên thấy nhịp đập kỳ lạ thêm một lần nữa và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô hỏi thư ký là người đàn ông mặc đồ đen đã cứu cô là ai. Thư ký nói với Min Ho rằng cô nằm ngất ở bãi đỗ xe và chiếc xe ở đó vỡ tan tành luôn nhưng không có bất kỳ người đàn ông nào ở đó cả. Phía bên này, người phụ nữ cảm nhận được nhịp đập kỳ lạ ngay khi Min Ho bước đến đảo Jeju đang hỏi Van về cô. Anh nói rằng Min Ho không nhận ra mình và bà cho rằng cô vẫn chưa thức tỉnh. Van nghĩ con quỷ sắc dục đã nhắm vào cô và bà muốn anh tiếp tục vận mệnh còn dang dở của mình. Lúc này, anh nhớ về những năm trước. Ở nước Tamra cổ đại, một cuộc thảm sát của lũ quỷ, trong khi cả gia đình anh bị sát hại và anh là đứa trẻ duy nhất còn sống sót. Lúc đó, thủ lĩnh Rong Reo đã che chở cho Van và nuôi dạy anh trở thành người giết quỷ. Những con quái vật đang hãm hại con người một cách dã man. Ông không còn cách nào khác vì kết giới sắp không thể trụ được thêm nữa, và những đứa trẻ sống sót đã được dạy về con quỷ sắc dục. Thủ lĩnh Rong Reo dùng kiếm lấy máu của con quỷ đó và cho vào người của những đứa trẻ. Sau tất cả, chỉ còn Van và Gong Tan là hai đứa trẻ duy nhất còn sống sót. Họ được huấn luyện thành nửa người nửa quỷ và không được có tình cảm với con người nữa. Lúc bấy giờ, một cô bé có tên là Won Jong có tình cảm với Van. Cậu bị huấn luyện một cách tàn khốc vì buộc phải trở thành kẻ diệt quỷ.
Sau đó Won Jong còn nhốt hai cậu bé lại. Vài ngày sau, Won Jong cố gắng giải thoát Van và Gung Tan khỏi thủ lĩnh Jong Jeol, nhưng cô vô tình lại bị Van tấn công. Cô vẫn chịu đựng và đưa cả hai băng qua khu rừng để chạy trốn khỏi sự truy bắt phía sau. Tuy nhiên trên đường đi, cô đã ngã quỵ do mất máu quá nhiều và cả hai cậu bé buộc phải đưa cô trở lại cung điện. Thủ lĩnh Jong Jeol nổi giận và yêu cầu lính canh của mình trừng phạt nặng hai cậu bé vì những gì đã xảy ra với thánh sứ. Won Jong cảm thấy có lỗi với cả hai và nói rằng cô phải đi tu hành, nhưng sẽ quay lại để cứu họ. Cô yêu cầu cả hai người họ hứa với mình rằng phải cố gắng sống sót và chịu đựng cho đến lúc đó. Trở về hiện tại, Min Ho đến thăm trường trung học Tam Ra và nói chuyện với hiệu trưởng về việc giúp đỡ tài chính cho nhà trường. Khi cô đến gặp các giáo viên và muốn họ sau này nói tốt về mình, thì họ lại tỏ ra xa lánh cô do danh tiếng xấu của cô trước công chúng. Một giáo viên ở đó gợi ý rằng cô nên đảm nhận vị trí giáo viên tư vấn của trường, một người vừa mới nghỉ hưu và vị trí đó còn trống. Nghe thấy vậy, Min Ho rất vui khi nhận trách nhiệm này mặc dù không biết gì về nó. Khi đến phòng tư vấn, thì cô bất ngờ gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình là Su Jin. Sau đó cả hai vui vẻ trò chuyện. Trên đường về khách sạn, cô đã đọc được bài báo nói về việc dì của mình sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch tập đoàn Daehan trong thời gian mà cô nghỉ việc. Cô lập tức gọi cho cha mình, nhưng ông yêu cầu cô nhượng bộ lần này và không được làm to chuyện. Cô cũng nhận được thông tin mà cô đã yêu cầu điều tra trước đây, người đã gửi cho cô bức ảnh của thư ký Kang với dì của mình. Cô chất vấn anh và sốc khi biết rằng dì của mình là người đã bôi xấu danh tiếng của cô với sự giúp đỡ của người mà mình tin tưởng nhất. Cô luôn nghĩ rằng quản gia Giang và anh là gia đình thực sự của mình nên rất thất vọng vì những gì mà anh đã làm. Tuy nhiên, anh càng làm tổn thương cô khi nói rằng anh vốn dĩ đã là người của họ. Anh cũng cảnh báo Min Ho rằng cô nên xem lại bản thân vì những gì tương lai mà họ dành cho cô sẽ khủng khiếp hơn ngàn lần bây giờ. Min Ho tuy tức giận nhưng vẫn để lại cho anh chiếc xe và coi nó như là trợ cấp thôi việc. Nhưng ngay sau đó, một con quỷ đã nhập vào thư ký Kang. Min Ho gọi điện cho quản gia Giang để bảo ông đến đón mình, nhưng sóng quá kém nên ông chẳng nghe được gì cả. Đang rất sợ hãi vì một mình nơi hẻo lánh này thì cô nhìn thấy thư ký Kang và cảm thấy nhẹ nhõm. Khi tiến lại gần thì cô nhận ra rằng anh đã bị quỷ nhập. Cô lập tức đạp anh ta và nhanh chóng bỏ chạy vào trong rừng. Thế nhưng tốc độ của con quái vật quá nhanh và nó đã bắt được cô. Khi con quái vật há chiếc miệng kinh tởm của nó ra, thì nó Min Ho sợ vãi đái và hét lên, Soái Ca Van lại xuất hiện kịp thời, như một vị thần và chém đứt tay tên quái vật trước sự hoảng hốt của cô. Quay trở lại vài giờ trước khi Min Ho bị tấn công, bởi con quỷ chiếm hữu thân xác thư ký Kang, Chan Hyok đã đến đảo Jeju và được quản gia Giang chào đón tại một biệt thự bí mật nằm trong rừng. Ông không ngờ rằng thầy trừ tà được cử đến lại trẻ đến vậy. Quản gia Giang bắt đầu liệt kê những thành tích trừ tà xuất sắc của Chan Hyok trong những năm qua. Thấy vậy anh chàng cũng vô cùng vui sướng và khen ngợi ông Kang đã làm tốt công việc hết sức quan trọng là bảo vệ vị cứu tinh duy nhất trong ngần ấy năm. Điều này khiến quản gia Giang ngơ ngác như chó xem tát ao. Thấy vậy Chan Hyok giải thích cho ông nghe về lời tiên tri. Khi ác quỷ xâm chiếm thế giới, thì vị cứu tinh ngăn chặn được sự rạn nứt và tận diệt thế giới đã xuất hiện. Tuy nhiên, bà không thể hoàn thành được sứ mệnh được giao, vậy nên vị cứu tinh đã tái sinh lần thứ hai để chấm dứt bóng tối bao trùm thế giới do lũ quỷ gây ra. Anh biết rằng Won Min Ho là tái sinh của vị cứu tinh đó và anh trở lại Hàn Quốc là để bảo vệ và đánh thức cô. Quản gia Giang đưa anh ra bên ngoài và Chan Hyok nói muốn được gặp Mi Ho. Quản gia Giang nói rằng đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cô, nhưng không nghe thấy cô nói gì. Họ không biết rằng cô đang gặp nguy hiểm, nhưng Van xuất hiện trước khi con quỷ có thể làm hại cô. Anh tấn công và giết chết con quỷ đã nhập vào thư ký Kang. Điều này khiến Min Ho bị sốc trước những gì cô nhìn thấy và hỏi anh thực sự là ai. Thế nhưng, anh chỉ dặn cô rằng hãy ở lại thị trấn nếu muốn sống sót rồi đột nhiên biến mất. Lúc này, cảnh sát cùng với quản gia Giang cũng đã tìm đến và thấy cô rất hoang mang. Khi bị thẩm vấn, cô cố gắng miêu tả thư ký Kang đã biến thành quái vật và bị chém thành từng mảnh như thế nào. Chẳng cảnh sát nào tin cô và chỉ cười trước câu chuyện mà cô vừa kể. Quản gia Giang tức giận và nói rằng sẽ trình diện để điều tra nếu cần. Ở phía sâu trong rừng, một người đàn ông đang đánh thức con quỷ bên trong những bức tượng Đan Ha Gieo Bang bằng một câu thần chú. Phía bên này, Min Ho đến sân bay và muốn rời khỏi nơi quái quỷ này. Bất ngờ tại sân bay một nhân viên bảo vệ đã bị quỷ ám. Min Ho đang mua vé để tự mình chạy trốn về Seoul mà quản gia Giang không hề hay biết. Tuy nhiên, nhân viên sân bay đã thông báo và ngăn cản Min Ho rời đi. Khi thắc mắc về người ngăn cản cô, một trong những nhân viên bảo vệ khác hộ tống cô đến phòng chờ. Cô biết rằng gia đình của mình đã ra lệnh ngăn cô rời khỏi đảo Jeju và phải miễn cưỡng đợi trong phòng để chờ người đến đón. Bất ngờ người bảo vệ bị quỷ nhập đi vào và tấn công cô. Những người bảo vệ khác đã đánh lạc hướng con quỷ để cô có thể chạy trốn ra ngoài sân bay. Min Ho chạy về phía chiếc xe đang mở cửa sẵn nhưng vẫn bị con quỷ đuổi kịp. Sau một hồi giằng co, cô nhanh chóng tăng tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, con quỷ đó đã nhảy lên phía trên xe ô tô khiến cô sợ hãi, cô phải lạng lách trên đường phố để có thể cắt đuôi nó. Khi con quỷ thò tay vào và gần tóm được cô, thì chiếc xe đâm vào bức tượng đá ở giữa đường cao tốc khiến chiếc xe mà cô đang lái bị lật ngửa. Nhưng may sao, Min Ho đã thoát ra khỏi đó và chạy đi ẩn nấp. Nhân viên bảo vệ bị quỷ ám truy tìm và gần như bắt được cô thì một lần nữa Soái Ca Van lại xuất hiện và đâm con quỷ kịp thời để giải cứu cô.
Minho cầu xin anh xuống đây, cứu cô, nhưng anh chỉ cảm thấy chán nản vì đã phải cứu cô, không chỉ một lần mà đến tận 3 lần trong vài ngày qua. Van cho con quỷ thấy anh thực sự là ai và chiến đấu, dưới sự chứng kiến của Minho trước khi giết chết con quỷ. Cũng giống như những gì đã làm với những con quỷ khác, anh thu thập viên đá quỷ còn sót lại. Mỗi khi con quỷ bị giết, cô hỏi anh là ai, sao anh lại có thể diệt được quỷ. Van quay sang hỏi Minho, cô thật sự không nhớ gì sao? Minho ngơ ngác nói mình chẳng biết gì cả. Van định rời đi thì bị Minho ngăn lại. Cô muốn anh giải thích cho mình hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Van cho cô biết về con quỷ sắc dục và nói rằng chúng đã ở trên mảnh đất này từ thuở sơ khai. Minho bực mình vì chẳng ai chịu tin lời cô nói và cho rằng Van là người duy nhất có thể tiêu diệt được lũ quỷ. Cô tự hỏi tại sao chúng lại đuổi theo cô, thì anh cho cô biết rằng vận mệnh của cô đã lôi kéo chúng đến. Cô nghĩ rằng mình sẽ chạy trốn đến Seoul hoặc ra nước ngoài để có thể thoát khỏi lũ quỷ, thì Van nói rằng lũ quỷ đó sẽ truy đuổi cô cho đến cùng. Và anh khuyên cô nên cố gắng chiến đấu với chúng nếu có thể. Phía bên này, Chan Hyok đang đi dạo trong rừng và phát hiện ra một số gạc quỷ trên mặt đất. Anh tiếp tục thu thập thông tin và tìm kiếm về nơi mà Van hay đến. Trong khi đó, Van đặt hòn đá quỷ trên núi và đến một nhà hàng nhỏ của bác Jo. Bà bảo anh rằng, nếu Minho thực sự là Won Jong thì cô chắc chắn sẽ có vết bớt phát sáng. Phía bên này, Minho vẫn đang suy nghĩ về những gì Van nói với cô về vận mệnh và lũ ác quỷ khiến cô cảm thấy lo lắng. Quản gia Giang mang cho cô một ít trà để giúp cô dễ ngủ. Khi cô đang chuẩn bị nhắm mắt thì nghe thấy tiếng động bên ngoài ban công, điều này khiến cô giật mình và sợ hãi. Cô ló mặt ra và ngó nghiêng xung quanh, hóa ra là soái ca Van. Anh xuất hiện một cách ngầu lòi và ngồi phịch xuống ghế một cái. Còn Minho thì không hiểu tại sao anh lên được đây. Khi anh lôi viên đá quỷ ra cho cô xem thì cô giật mình nhìn ngó xung quanh, điều này có nghĩa là A vừa mới cho một con quỷ xanh cỏ trước khi lên đây. Minho hỏi rằng có tất cả bao nhiêu con quỷ. Van khiến cô bị sốc khi nói rằng nhiều đến nỗi anh chẳng bao giờ đếm được. Cô không biết mình phải làm gì nên anh bảo cô có thể cứ sống ẩn giật như bây giờ cũng được. Thế nhưng, cô nghĩ rằng những người xung quanh không chừng cũng có thể lại giống thư ký Kang thêm một lần nữa, và cô thà chết còn hơn là sống nhàm chán như thế này. Cô tự hỏi liệu tự sát có phải là một ý kiến hay hay không? Vì dù sao cũng chẳng ai muốn thấy cô còn sống cả. Đột nhiên cô hỏi anh có thể làm vệ sĩ cho cô được không? Vì cô nghĩ rằng anh đã đổ cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khiến kẻ giết quỷ không thể nói nên lời. Minho sử dụng kỹ năng thuyết phục vi diệu của mình để anh ký thỏa thuận với cô. Cô đọc các điều khoản trong thỏa thuận của họ cho anh nghe, nhưng cuối cùng anh không thể chịu đựng được nữa và muốn rời đi. Cô ngăn anh lại, xin lỗi và mong anh ở lại cùng cô đêm nay thôi vì cô đang rất sợ hãi. Van có vẻ cũng đã mềm lòng nên đồng ý ở cùng cô một đêm, một lúc sau cô ngủ thiếp đi vì mệt. Anh ngồi cạnh bên giường của Minho và chú ý đến vết sẹo trên ngực cô, vết bớt giống với những gì mà bà bác Jo đã kể. Anh làm phép để bảo vệ cô khỏi ác mộng và giúp cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Minho thức dậy thì thấy Van đã ký vào thỏa thuận mà không đề cập đến tiền lương. Cô vui sướng vô cùng. Lúc này, anh trở lại ngọn núi và nhớ lại lời hứa của Won Jong sẽ quay trở lại cứu mình. Thế nhưng sau khi gặp lại cô, anh đã bị chiếm hữu hoàn toàn bởi dục quỷ khiến anh ra tay đâm chết cô. Hóa ra vết sẹo trên ngực cô chính là do anh gây ra. Anh tự hỏi mình, liệu anh nên hận hay biết ơn cô vì đã quên mình. Minho thức dậy với tâm trạng rất vui vẻ, quản gia Giang thấy vậy thì hỏi cô có chuyện gì mà vui thế. Cô trả lời rằng mình đã tìm được một vệ sĩ, không những đẹp trai mà còn rất tài giỏi. Quản gia Giang khuyên cô nên cẩn thận với người ngoài và không nên tin tưởng ai. Nhưng cô đáp trả lại rất đanh thép, người hiện tại mà tôi tin tưởng nhất chính là anh ta đó. Nghe thấy vậy ông Giang chỉ biết thở dài. Minho nói với ông rằng hãy dọn dẹp một phòng để cho anh ta tới ở. Quản gia Giang vẫn rất lo lắng về chàng vệ sĩ này của Minho. Ông khuyên cô nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa Van về nhà ở cùng. Cô nói rằng anh ta là người rất tin cậy nên ông đừng lo. Khoảnh khắc quản gia Giang nhìn thấy Van, ông đóng băng tại chỗ và những ký ức của mấy chục năm về trước ùa về. Khi đó ông còn trẻ, ông chứng kiến sự tàn ác của loài dục quỷ đàn áp con người. Những người bạn đồng hành của ông đã chết dưới tay của những con ác quỷ đó. Ông Giang rất sợ hãi khi con quỷ tiến lại gần ông, nhưng khi cái chết đang cận kề đến với ông thì bất ngờ soái ca Van xuất hiện và cho con ác quỷ đó về với tổ tiên chỉ trong nốt nhạc. Khi đó Van khuyên ông, những con dục quỷ đó không phải là thứ mà con người như cậu có thể chống lại được, nếu như muốn sống thì cậu hãy đi càng xa càng tốt. Sau nhiều năm gặp lại Van, quản gia Giang không biết điều này là phúc hay họa. Hai người nhìn nhau một cái mà chẳng ai nói lời nào, ông Giang thì thở dài, còn soái ca Van thì phủi đít bỏ đi. Minho ra xe và ngỡ ngàng khi thấy Van ngồi ghế sau của xe. Cô hỏi anh ngồi đây làm gì, sao không lên trên lái xe đi. Van ngầu lòi không thèm nói gì chỉ đóng cửa xe lại. Minho đành miễn cưỡng lại xe. Cô chỉ biết cười trừ và mỉa mai anh, lớn từng đó rồi mà chưa biết lái xe. Từ bé đến giờ cô chưa từng gặp trường hợp nào như này. Khi đến cô trường, thầy hiệu trưởng phải chạy ra tận cổng để đón cô. Thế mới thấy độ hot của Minho là như thế nào. Nhưng khi cô và Van bước xuống xe, ông hiệu trưởng rất ngạc nhiên và hỏi Minho rằng người quyền cao chức trọng này là vị nào mà khiến cô phải tự tay lái xe cho anh ta. Minho nói, đây là vệ sĩ của tôi, thì ông hiệu trưởng rất bất ngờ. Khi vào trong, Van nói với Minho rằng cô đừng chạy lung tung, và nếu đi đâu thì phải hỏi ý kiến anh trước. Điều này khiến cô khá bức xúc và nói rằng, tôi thuê nha hay là anh thuê tôi thế?
tôi đi đâu thì anh phải đi theo đó để bảo vệ tôi chứ. Van nói rằng nếu cô muốn chết thì cứ làm vậy đi. Minho rất bức xúc với điều này nhưng không thể làm khác được, vì bây giờ cô đang cần anh. Hôm nay là ngày đầu tiên Minho đi làm, số cô đen dính ngay vào lớp cá biệt, gặp phải toàn ông tướng bà hoàng. Đám học sinh không những không nghe theo lời cô mà còn mang cô ra làm trò đùa. Có người hỏi sao cô lại lên đảo Jeju. Cô đã hẹn hò với người nổi tiếng chưa? Cô là còn nhà tài phiệt vậy sao cô lại làm giáo viên? Những câu hỏi này khiến Minho rất bức xúc, cô cầm cuốn sách đập mạnh xuống bàn. Đám học sinh thấy vậy liền lấy điện thoại ra quay phim. Nhớ đến sự việc lần trước bị tung lên mạng nên cô cũng cảm thấy hơi rén. Một cô bé học sinh tự ý bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Minho. Hóa ra cô bé đến thăm người bạn của mình. Cô bạn đó đã bị thằng bạn trai khốn nạn của cô hành hạ, và hắn còn tung ảnh nóng của cô lên mạng nữa. Cô rất hoảng loạn và không muốn ra ngoài, chỉ chôn vùi ở trong phòng. Cô bé học sinh nói rằng có một vị thần ngự ở trong cây thần ở Bong Giang Giang. Vị thần đó lắng nghe câu chuyện của những người bị uất ức và rửa hận cho họ. Thấy vậy cô gái liền đến bên cây thần ở Bong Giang Giang để cầu xin vị thần rửa hận cho mình. Cô đặt hai quả táo và châm ngọn nến lên rồi đọc những lời thỉnh cầu của mình đến thần. Sau đó cô lấy ra một tờ khăn giấy rồi khóc nức nở và dùng nó để lau nước mắt. Cô đốt tờ giấy đó và tung lên trời như gửi lời thỉnh cầu của mình cho thần linh. Nhưng bỗng dưng cây nến đột nhiên tắt phụt một cái và một tiếng cười ghê rợn vang lên khiến cô rất hoang mang. Phía bên này, Van cũng nhận được tín hiệu từ con dao giết quỷ của mình. Tại nhà Minho, khi cô đang tập thể dục để giảm eo thì Chan Hyok xuất hiện khiến cô bàng hoàng. Sau đó hai người vào nhà làm vài ly và giới thiệu về bản thân. Chan Hyok nói anh là cháu của quản gia Giang đang sống ở bên Pháp và mới trở về Hàn Quốc. Thấy vậy Minho bảo ông Giang mang thêm rượu ra để hôm nay tới bến luôn. Sau vài ly chén chú chén anh thì cả Minho và Chan Hyok cũng đã ngà ngà say. Cô hỏi anh rằng, anh đã có người yêu chưa? Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng có. Là ai? Là Chúa. Cô vui vẻ và ngưỡng mộ anh vì được Chúa yêu thương. Sau đó cô cũng nói với Chan Hyok rằng cô cũng đang được yêu thương đấy. Đó là yêu quái, con nào con nấy thấy chị là vồ lấy ngay. Nếu không vồ được chị là chúng lại nổi điên lên. Nói xong rồi cô cười lớn. Còn Chan Hyok cũng cảm nhận được điều đó, nên anh không nói gì mà chỉ nhấp một ngụm rượu với vẻ suy tư. Đêm đó, Chan Hyok dậy đi vệ sinh thì bất ngờ gặp Van. Chan Hyok tiến đến và nói, tôi không nghĩ lại gặp anh sớm thế này đâu. Tôi cứ tưởng anh là người chỉ xuất hiện trong tiên tri. Van thì vẫn vẻ mặt lạnh lùng và ngầu lòi, anh không thèm nói câu gì và bỏ đi. Nhưng Chan Hyok lại ngăn anh nói, những con quỷ dữ thường ít nói, và anh cũng là quỷ mà. Dao của anh đâu, nó giấu ở đâu rồi nhỉ? Van lạnh lùng đáp, nó có thể ở trên cổ cậu đấy. Nghe thấy vậy thì Chan Hyok có vẻ đã rén Van rồi. Sáng hôm sau, Minho tỉnh dậy thì thấy Chan Hyok đang cầu nguyện ở trong phòng. Cô xin lỗi anh vì hôm qua đã quá chén nên so sánh anh với ác quỷ. Sau đó ba người bọn họ đến nơi làm việc của Minho. Đang trên đường đi thì bất ngờ Van bảo dừng xe lại và xuống xe. Anh chạy thẳng vào trong rừng mặc cho hai người còn lại kêu gào và la hét. Chắc có điều gì đang xảy ra với một ai đó trong rừng rồi. Minho và Chan Hyok tiếp tục lên đường tới nơi làm việc của Minho. Nhưng không may xe của cô đụng phải cô bé học sinh. Hai người họ đã đưa cô bé đến phòng y tế của trường để băng bó vết thương. Tại đây cô bé học sinh đã kể hết mọi chuyện của cô bạn thân kia cho Minho và Chan Hyok nghe và nhờ họ giúp đỡ. Có lẽ cô bạn kia sau khi nhờ thần cây giúp đỡ đã gặp chuyện chẳng lành. Cô bé học sinh sau đó đã đưa Minho và Chan Hyok tới nhà cô gái kia. Khi bước vào nhà, Chan Hyok đã cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành với cô bé kia rồi. Khi hai người họ lên tới nơi thì thấy cô bé cười như người điên. Nhận biết được con quỷ dữ đã nhập vào cô bé, Chan Hyok liền dùng dây trói tay cô gái lại và lôi đồ nghề diệt quỷ của mình ra. Chan Hyok vẽ lên trán cô gái một cây thánh giá, nhưng cô gái vùng vẫy và thốt lên một câu, mắc bẫy rồi. Chan Hyok và Minho ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, thì xung quanh bốn bức tường âm khí vây quanh bao phủ kín cả căn phòng. Phía bên này, Van nhận được tín hiệu có chuyện không lành. Anh đi sâu vào trong rừng thì phát hiện ra một cái hố rất sâu và xung quanh có những con sâu quỷ. Anh đang suy nghĩ điều gì đó thì con dao trong tay anh lại rung lên và phía sau anh có bước chân, một người đàn ông tóc trắng xuất hiện, sau đó ông gọi tên anh. Van. Anh quay lại và có vẻ như nhận ra ai đó. Minho và Chan Hyok đang đến nhà em học sinh Suron để giải cứu con bé thì vô tình bị giam trong ảo ảnh của thần cây. Đột nhiên có con vật nào đó lướt qua làm Minho giật mình. Nhìn kỹ hai người họ phát hiện có một con quái vật người cây khổng lồ đang tiến về phía mình. Bất ngờ hơn là Suron đang ngồi trên đó và không ngừng lặp lại câu tôi sẽ trả thù với ánh mắt căm hận. Hóa ra cô bé đã nghe theo lời bạn mình đến cầu xin thần cây giúp mình, đổi lại cô đã hiến dâng thân thể mình cho thần cây. Đột nhiên Suron hét lên giận dữ, hàng trăm nhánh cây nhọn hoắt lao về phía Minho và Chan Hyok. Chan Hyok bảo Minho trốn sau gốc cây, còn anh lao vào chiến đấu với quái vật. Nhưng rõ ràng anh không phải là đối thủ của quái vật. Sau vài lần tránh né anh đã bị quái vật treo cổ lên. Con quái vật lập tức lao về phía của Minho. Khi con quái vật sắp bắt được cô thì một thanh kiếm lao đến. Van đã đến. Anh nói đây là khu rừng Benjunle tạo nên và đây là luật nhân quả mà Suron phải nhận. Nhưng dù sao vẫn là một cô bé. Minho cầu xin Van hãy đi cứu Suron. Nhưng anh không mấy quan tâm.
Thấy không thể khuyên được, anh Minho liền dùng từ ngữ để công kích Van. Hai anh chị bên này nói chuyện thì cậu em Chan Hyok bên kia đang vật lộn mong được cứu vớt. Một đường kiếm Van đã giải cứu anh khỏi cảnh treo cổ. Con quái vật tự nhiên lao đến với tốc độ điên cuồng. Hai anh nhà ta cũng bật mút chiến đấu. Van lao nhanh đến chỗ con quái vật chễm chệ ngồi trên đầu nó rồi điên cuồng chém giết. Chan Hyok cũng không kém cạnh, anh cũng lao về phía quái vật. Nhưng chỉnh hơi non nên bị nó tóm gọn trong một nốt nhạc. Sau đó Van cũng bị con quái vật tóm lại, Minho thì bị nhấc lên. Suron oán trách cô vì sao đã ngăn cản mình, không để mình trả thù. Mọi người không ai chịu giúp cô bé cả, nên cô đã đi nhờ thân cây trả thù giúp mình. Và Suron đã dùng cả thân thể mình để đánh đổi. Lúc quái vật sắp nuốt Minho thì một thanh kiếm lao tới. Van đã biến thân thành dục quỷ đấm cho quái vật không trượt phát nào. Bên này Minho đang khuyên nhủ Suron hãy quay đầu. Bằng mọi cách cô sẽ giúp Suron trả thù tên khốn kiếp kia, bắt hắn phải trả giá. Sau một hồi khuyên can, cô bé đã nghe lời cô. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Quái vật giữ chặt cô bé, Minho gọi tên Suron trong sự bất lực. Đột nhiên một luồng ánh sáng phát ra từ tim của cô bao trùm mọi thứ. Cô tỉnh dậy trong vòng tay của Van. Mọi người đều không sao, Suron cũng chỉ bị ngất đi, đang không biết làm thế nào để ra khỏi khu rừng. Van đã cắt tay mình văng máu vào kết giới, sau đó chém một đường căn phòng của Suron hiện ra. Sau khi rời khỏi đó, có thể do mệt mỏi quá nên Minho đã ngất đi. Tỉnh lại ở bệnh viện, cô liền lập tức hỏi về tình hình của Suron và Ben Junle. Van nói tất cả mọi việc là do dục quỷ gây ra. Mục đích của chúng chỉ là muốn dụ cô đến mà thôi. Sau đó Minho đi thăm Suron và dặn dò bác sĩ hãy chăm sóc cô bé cẩn thận. Cô nghĩ lại mọi chuyện mình xảy ra gần đây mà thở dài ngao ngán. Đúng lúc này Chan Hyok đi qua, Minho hỏi cậu là ai tiếp cận cô với mục đích gì. Lúc này cậu cũng đành nói. Cậu đã biết mọi chuyện xung quanh cô nên đã đến đây tìm hiểu. Cậu khuyên cô mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần lo lắng quá. Bên này Van đến tìm bà Geum Bak Ju và kể mọi chuyện đã xảy ra cho bà nghe. Sau đó tranh thủ xin bà bát cơm. Ngay khi đi thăm Suron về, Minho đã nhờ quản gia Giang điều tra về tên bạn trai của Suron. Cô cần biết mọi thông tin về anh ta. Chan Hyok nói với cha xứ về mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Anh chắc chắn một điều là Van à dục quỷ, nhưng anh cũng tin rằng Van sẽ không bao giờ làm hại đến Minho. Cha xứ cũng nhắc nhở anh rằng lời tiên tri không bao giờ sai. Và sứ mệnh của Chan Hyok là đánh thức Won Jae-ong. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được để cô ấy gặp nguy hiểm. Chan Hyok đi gặp Van. Cậu hỏi Van có cảm xúc như thế nào khi gặp lại người mình tự tay giết. Có vẻ như cậu đã chạm đến giới hạn của Van. Nếu muốn anh cũng có thể cho cậu cảm nhận cảm xúc của người bị anh giết. Thấy như vậy cậu chỉ còn biết lấy bừa một lý do để chuồn gấp khỏi tên mặt sắt này. Quản gia Giang đang báo cáo việc ông tìm hiểu được về bạn trai của Suron. Có nhiều vụ giống với của Suron, bị nghi ngờ bạo lực hẹn hò và bám đuôi nhiều lần. Nhưng vì có một ông bố đáng đồng tiền bát gạo, ông ta là một người có tầm ảnh hưởng lớn ở đảo Jeju, nên ông con trời đánh chưa một lần lãnh án. Dù các vụ đều có vật chứng và chứng cứ gián tiếp, nhưng đều không được tiếp nhận vì không có chứng cứ rõ ràng. Suron và tên bạn trai nhắn tin qua một ứng dụng có độ bảo mật khá cao. Nếu thuê hacker thì bằng chứng là bất hợp pháp, không được chấp nhận. Bà chị đây chưa bao giờ ngán ai. Cô liền mua luôn lại công ty tạo ra ứng dụng tin nhắn này. Nhưng kết quả không mấy khả quan. Dù có chứng cứ đầy đủ thì tên đó cũng chỉ bị kết án 3 năm tù giam. Vì ảnh và video đều là hai bên tự nguyện chụp, không có sự ép buộc gì ở đây cả. Khi cô đang tức sôi máu vì kết quả trên thì quản lý Giang thông báo hôm nay Yeon Jae-ong Jun sẽ đến thăm nạn nhân để xin thỏa thuận. Minho đến bệnh viện thì gặp ngay tên Jae-ong Jun ngoài cửa. Cô tuyên bố sẽ bắt hắn chịu trừng phạt bằng mọi cách. Hắn trưng ra bộ mặt giả tạo cúi đầu xin lỗi. Mọi lỗi lầm hắn sẽ chịu hết, nhưng một giây sau tên này lại trưng ra bộ mặt xảo quyệt. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Hắn thách thức Minho. Cô nghĩ cô là ai mà xen vào chuyện của tôi. Nhưng mặt vênh chưa lâu thì Minho đã cho hắn một quyền vào mặt. Tối đó Van đến gốc cây Ben Junle và đặt một tờ giấy của Suron. Một cơn gió nhẹ đã cuốn tờ giấy vào hố. Thay cho một lời tuyên bố đã chấp nhận lời cầu xin. Tên Jae-ong Jun đang định đăng những tấm ảnh của Suron lên mạng, thì trên mái nhà đột nhiên xuất hiện một con quái vật cây. Dùng nhánh cây xuyên qua đầu hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Lúc này ở bệnh viện Suron cũng đã tỉnh lại. Ở trường học Minho gặp bà Geum Bak Ju. Bà rất vui khi gặp cô, nhưng cô đã không nhớ bà là ai mất rồi. Một giáo viên khác giới thiệu cho cô biết đây là bà của Jae-ong Jun. Bà là người lớn tuổi nhất vùng. Một hải nữ trưởng bối. Hiện bà đang kinh doanh một quán ăn trong núi. Bà bảo Minho hãy đến quán của mình ăn. Bà có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe. Khi bà ra ngoài thì gặp Van. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Minho làm bà nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Cô không khác xưa chút nào.
bà cũng không quên dặn dò Van hãy ở bên cạnh và chăm sóc cô, để cô có thể nhanh chóng lấy lại ký ức. Minho kéo Van đến một quán ăn, để hỏi chuyện về bà của Yeomji. Anh hỏi cô đã nhớ ra bà là ai rồi sao? Nhưng không phải, hóa ra cô thấy anh và bà nói chuyện với nhau ở sân trường. Tò mò lên mới hỏi. Buổi tối sau khi nghe điện thoại thì lập tức chạy đi tìm Van. Cô thông báo với anh là Yeomjun đã chết. Điều cô muốn biết là có phải do anh làm không? Nhưng Van nói anh không bao giờ giết người. Cô đưa cho anh một chiếc điện thoại di động và giới thiệu công dụng cho anh. Hóa ra cô coi anh là một người tối cổ không biết điện thoại di động là gì. Anh biết nhưng không dùng vì anh không cần đến nó. Và cũng vì có ai để liên lạc đâu mà cần điện thoại. Sau khi Minho đi thì Van nói ra ngoài đi. Hóa ra Chan Hyok đã luôn nghe nén cuộc nói chuyện giữa anh và Minho. Van nói anh có thể ngửi thấy mùi của một tên trẻ danh. Có vẻ cụ Van rất nhạy cảm với mùi hương thì phải. Chan Hyok lại bắt đầu công kích Van. Cậu đã biết chuyện từng xảy ra giữa anh và Won Jae-ong. Chan Hyok liên tục nhắc tới cái tên Won Jae-ong làm Van vô cùng khó chịu. Cậu cũng nhắc đến lời tiền chi. Tại sao lại ở bên cạnh Minho? Không phải một ngày nào đó anh sẽ giết chị ấy sao? Đến đây thì Van đã không thể bình tĩnh được nữa. Anh rút kiếm ra để đánh nhau với Chan Hyok. Nhưng cậu ta có vẻ chưa sẵn sàng, cần khởi động làm nóng cơ thể. Sau khi làm vài động tác khởi động, Chan Hyok nhìn Van với ánh mắt lạnh tạnh tuyên bố trận chiến bắt đầu. Cậu rút kiếm xông về phía Van. Nhưng cậu chàng căn bản không phải đối thủ của Van. Bị anh đá một cước bay xa 8 mét. Có vẻ Chan Hyok cũng biết thân biết phận không thể đấu lại Van. Nên đành dụ anh vào một tòa nhà bỏ hoang. Ở đây cậu đã thiết lập các cạm bẫy. Nó cũng như một bài kiểm tra năng lực mà Van phải vượt qua. Chan Hyok vung các sợi dây thánh về phía anh. Nhưng chiêu này căn bản không thể làm gì được Van. Sau cùng cậu đã phải dùng các sợi dây thánh để trói tay và chân của Van lại. Lúc này Chan Hyok đang khó coi thường sức mạnh của Van. Cậu nghĩ Van rất mạnh nhưng có vẻ không phải vậy. Sợi dây thánh đang siết chặt đốt cháy tay anh. Nhưng anh không mấy tỏ ra lo sợ. Chan Hyok rút cây thánh giá miệng lẩm bẩm câu thần chú trừ tà. Nhưng có vẻ cậu đánh giá Van quá thấp rồi. Mấy thứ đó chỉ là đồ chơi vớ vẩn với anh. Anh dùng một tay bóp cổ Chan Hyok. Đúng lúc này Minho đi vào. Khi nhìn thấy Minho, Van liền dùng thanh kiếm đâm về phía cô. Lúc này chuyện trong quá hiện lên trong đầu cô. Khi bị Van đâm một nhát dao vào ngực, Minho bất ngờ đã nhớ lại về quá khứ trước đây mình cũng từng bị đâm như vậy. Cô nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy dục quỷ của Van. Ad cứ nghĩ rằng Minho lần này sẽ xanh cỏ giống như kiếp trước của cô. Nhưng may mắn khi Van đã lấy lại ý chí kịp thời và dùng tay đỡ nhát dao chính bản thân đang hướng về Minho. Minho vì quá sốc nên đã ngất đi trong vòng tay linh mục Johan, còn Van thì rời đi với vẻ buồn bã. Trở về biệt thự, linh mục Johan kể lại cho quản gia Trang những chuyện vừa xảy ra và đảm bảo bản thân sẽ bảo vệ Minho. Cùng lúc ấy, người đàn ông tóc trắng mà sau này được biết đến chính là Gungtan đang dùng máu của mình để giải thoát cho dục quỷ trong bức tượng đá cùng với nụ cười xảo trá như đang mưu tính điều gì đó. Ngay lập tức, Van cảm nhận được sự thay đổi bất thường và cũng đã thấy dục quỷ bay qua. Chuyển đến cảnh hai người đang leo núi, sau khi tách nhau ra, người phụ nữ tình cờ phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt đang moi nội tạng người và sợ hãi bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt đó. Sau đó, trên TV đưa tin về vụ việc giết người và đây không phải vụ duy nhất. Trở về biệt thự, linh mục Johan vào phòng nhưng Minho đã không còn ở đó. Cô đã đi đâu từ lúc nào không hay. Hóa ra cô đang đi tìm Van, vì lần trước cô có đưa cho anh một chiếc điện thoại và có định vị nên cô đã biết được vị trí của anh. Khi cô đi qua, có một bức tượng đã quay đầu nhìn cô, trông thật ghê sợ. Sau khi đi qua một kết giới mà không biết, cuối cùng Minho cũng tìm được Van. Anh định quay đi nhưng Minho đã gọi lại. Cô nói anh định giết tôi nhưng anh đã cứu tôi rất nhiều lần rồi. Minho tiến đến cầm tay Van lên và xem vết thương trên tay anh. Van nói là mình sẽ không chắc chắn lần sau có khống chế được con dục quỷ trong người mình nữa hay không. Và cô tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà. Van nắm chặt tay cô và nói, để tôi cho cô xem lời hứa nó yếu ớt và vô nghĩa như thế nào. Thứ yếu ớt không phải là lời hứa, mà là lý trí của anh. Nói xong rồi cô rời đi. Vừa thấy Minho trở về, quản gia Trang và linh mục Johan tỏ ra rất lo lắng và linh mục Johan đề nghị sẽ làm vệ sĩ theo cô 24/7. Khi ra xe để chuẩn bị đi làm, nhìn vào ghế sau, Minho lại trầm ngâm nghĩ về Van đã từng ngồi đấy theo cô bấy lâu. Thấy vậy, linh mục Johan động viên đã có em ở đây rồi, làm Minho mỉm cười. Cả hai đến trường và linh mục Johan được rất nhiều nữ sinh đi theo để ý. Đúng lúc này, Minho nhìn thấy Suron đang gồng mình chịu đựng sau những chuyện đã xảy ra, nên đến động viên đôi lời, và tâm trạng của chính Minho cũng tốt lên đôi chút. Tối đó, tiếp tục những vụ giết người lại xảy ra, nạn nhân là hai người đàn ông, cả hai đều bị giết rồi moi tim bởi một dục quỷ. Có vẻ dục quỷ này đang tìm ca kiếm trái tim của mình. Sau khi dục quỷ rời đi, Gungtan dùng dao liên tiếp chém vào xác chết, có lẽ đây là thú vui của anh ta. Lúc đó, Minho cũng kéo linh mục Johan đang buồn chán đến quán cà phê với mình, bởi cô có hẹn với Sujin để thử váy cưới và váy phù dâu cho hôn lễ của Sujin vào tuần tới.
Bốn người vui vẻ cười nói trò chuyện, chụp ảnh mà không biết rằng, ở ngoài cửa, Van đang âm thầm dõi theo Minho. Sau khi nghe mấy bà cô bàn bạc về xác chết bị chém nhiều nhát, Van nhận ra điều gì đó, trở nên căng thẳng và lập tức đến xác nhận. Nhìn những vết chém ấy, Van biết ngay là do gung tan làm bởi trong quá khứ, hắn đã từng giết người theo cách này. Hôm sau, Minho dùng tài nguyên của gia tộc để giúp Linh Mục Johan điều tra tìm người anh thất lạc 10 năm nay của mình. Khi thấy mấy ngày nay, Linh Mục Johan luôn buồn bã về chuyện đó. Đi theo những hồi ức ở trại trẻ mồ côi từng sống, Linh Mục Johan nhớ lại những kỷ niệm của mình và anh trai. Kết quả điều tra đã có và anh trai Linh Mục Johan được biết đến là đang ở trên tàu bong rong gần đó. Mọi người vui mừng mà không biết rằng Gungan đang dõi theo với nụ cười bí hiểm, có lẽ điều này cũng nằm trong kế hoạch của anh ta. Sau khi trở về, Minho nhận được điện thoại của Sujin rằng Seung Jun sẽ mang đồ qua cho cô. Trên đường Seung Jun đi, bất chợt có bóng đen lướt qua đầu xe, anh giật mình hoang mang xuống kiểm tra, thì từ đằng sau, một người thần bí tiến lại gần, chỉ còn lại tiếng hét thất thanh vang vọng cả bãi biển. Cảm nhận được điều nguy hiểm cùng với việc con dao của mình có phản ứng, Van lập tức xuất hiện như một vị thần ở cửa biệt thự. Cái đang chờ đợi Van chính là Gungtan cùng xác của Seung Jun. Đúng lúc Minho đi ra, Gungtan cười đắc thắng rồi rút con dao đang găng trên người Seung Jun ra để cái xác rơi xuống trước sự sợ hãi, lo lắng của cô. Van nhìn Minho đang ngồi ôm đầu dưới đất vẻ không tin vào mắt mình, rồi lập tức nhảy lên đuổi theo Gungtan. Cùng lúc đó, Linh Mục Johan đã tìm đến được tàu bong rong và gặp được anh trai Chan Hee của mình. Nhưng áo khoác mà Chan Hee đang mặc trông rất giống cái áo mà dục quỷ trong những vụ giết người trước đó đã mặc. Một đoạn hồi tưởng được nhớ lại, đó là khoảng thời gian hai anh em được nhận nuôi. Dù vậy, có vẻ như cặp cha mẹ nuôi này không phải là người tốt và có ý đồ gì đấy với hai anh em nhằm cứu sống đứa con trai ruột của họ. Thật vậy, chỉ sau một khoảng thời gian, họ đã lấy đi bộ phận nội tạng của Chan Hee, và vì Linh Mục Johan đã vô tác dụng, họ đã đưa cậu đến vứt ở một nơi hẻo lánh. May thay cậu đã được một linh mục giả cứu. Trở về thực tại, sau khi trò chuyện và hiểu rõ về quá khứ lúc cả hai lạc nhau, Linh Mục Johan quyết định đưa anh trai Chan Hee của mình về biệt thự để cả hai có thể sống cùng nhau. Quay trở lại, Van đi theo phản ứng của cây dao cuối cùng cũng đuổi kịp Gungtan ở gần bãi biển. Trong sự ngỡ ngàng của Van, Gungtan tỏ ra vô cùng bình tĩnh còn gửi lời chào đến người anh em của mình. Sau vài câu trò chuyện, có thể thấy Gungtan chính là người lúc trước sống sót sau cuộc tuyển chọn cùng Van. Vì việc gì đó mà Gungtan đến bây giờ mới tỉnh lại, và Van thì không thích điều đó chút nào. Cả hai trao đổi chiêu thức, sau khi Van phá vỡ kết giới Gungtan tạo ra, hắn cất lưỡi dao của mình đi rồi thản nhiên đứng yên chờ Van lao tới. Sự thật được tiết lộ, Gungtan nói rằng cả hai đều bị lợi dụng và phản bội, chính Van là người đã giết thánh sứ Won Jae-ong, và cả hai không có lý do để giao tranh. Vì bị nói trúng tim đen, Van căm phẫn nhưng bất lực đứng chết lặng nhìn Gungtan đắc chí rời đi. Ở biệt thự, Minho vừa trở về từ bệnh viện sau khi đưa Seung Jo đi cấp cứu mà không kịp. Ngồi chờ ở phòng khách là Linh Mục Johan và Chan Hee. Chan Hee mắt láo liên, căng thẳng tột độ khi nhìn thấy Minho, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cô. Có vẻ anh ta đang giấu giếm điều gì đó, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô rất lạnh. Trong khi anh em Linh Mục Johan đang tâm sự ở phòng ngủ thì trong nhà tắm, Minho dùng tiếng nước chảy để át đi tiếng khóc, bởi sự bất lực của bản thân đã không thể làm gì để cứu Seung Jo, khiến cô bạn thân Sujin suy sụp. Nhằm lúc Linh Mục Johan say giấc, Chan Hee lộ ra bản chất thực sự là một dục quỷ và mục đích của hắn là nhắm đến Minho. Chan Hee tìm kiếm khắp biệt thự và khi hắn chỉ còn cách Minho một cánh cửa thì bất ngờ bị chặn lại bởi một kết giới. Kết giới đó không đâu khác chính là được tạo nên bởi bàn tay của Van. Một cuộc chiến diễn ra và rõ ràng Van trên cơ hoàn toàn Chan Hee. Liên tiếp những cú đánh, cú chém giáng xuống và Chan Hee chỉ có thể bất lực chịu đựng. Tuy nhiên, động tĩnh lớn cũng làm Linh Mục Johan tỉnh giấc và chạy đến ngăn cản cú chém dứt điểm của Van, tạo cơ hội cho Chan Hee chạy trốn. Đương nhiên Chan Hee không có cửa chạy thoát và lập tức bị Van đuổi kịp. Khi chuẩn bị ra tay, Van bị đánh lén bởi Gungtan, chịu một trường lửa trực diện, Van bị thương khá nặng, cũng không thể phản công vì đã bị Gungtan nắm giữ vũ khí. Gungtan trách rằng chính bởi vì muốn thành người và bảo vệ Minho, Van đã yếu đi và hắn đưa cho Van lựa chọn giữa việc hợp tác hoặc là chết dưới tay hắn. Nhìn thấy người bạn thân duy nhất của mình suy sụp, Minho đi tìm Van để giải tỏa nỗi lòng, nhưng lại tìm thấy anh trong trạng thái tàn tạ bởi nội thương. Lúc này, Van cũng nói ra thân phận thánh sứ Won Jae-ong chuyển kiếp của Minho, khiến cô bị truy đuổi bởi dục quỷ. Van nói rằng đó là vận mệnh được định sẵn của cô. Minho lại tò mò không biết nghiệp báo của Van là gì. Tôi buộc phải giết cô bằng chính đôi tay mình, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà Van mãi vẫn không chịu nói ra. Anh chỉ nói rằng bản thân đang đợi một lời hứa. Đó có vẻ là lời hứa với thánh sứ Won Jae-ong trước kia. Van không chịu nói thì Minho cũng không hỏi. Cô khẳng định dù Van có là dục quỷ hay mình có phải chết thì cô cũng không quan tâm. Tôi tin anh. Sau câu nói của Minho, Van không thể chống cự vết thương thêm nữa mà hộc máu. Minho lo lắng định đỡ anh, nhưng bị Van ngăn lại rằng đó là việc của anh và Minho không cần vấy bẩn thêm nữa. Suy nghĩ một hồi, Minho quyết định tự mình tìm hiểu về Won Jae-ong và sức mạnh gì trong đó để lũ dục quỷ liên tục truy đuổi. Thông qua bà lão biết rõ mọi chuyện về thần thoại và truyền thuyết trong sách cổ, Minho biết về kết giới giới thạch và sức mạnh sửa chữa mọi thứ khi thức tỉnh của Won Jae-ong.
tuy vậy lại không biết làm cách nào để thức tỉnh sức mạnh đó. Vì muốn giúp Chan Hi trở lại làm người, linh mục Johan thực hiện lễ thanh tẩy. Mặc dù trước đó Chan Hi đã bảo cứ giết anh đi, bởi bản thân đã thành dục quỷ lúc nào không hay, cũng như không nhớ đã giết bao nhiêu người. Trước những giọt nước mắt của anh trai, linh mục Johan hứa chắc nhất định sẽ đưa anh quay trở lại. Đầu tiên là vẽ lên trán Chan Hi hình một cây thánh giá, cùng với những câu cầu nguyện và việc đặt thánh giá lên ngực cùng chùm khăn thanh tẩy, linh mục Johan đã khiến Chan Hi hiện nguyên hình dục quỷ của mình trong đau đớn. Việc thanh tẩy tưởng chừng đã thành công, nhưng với sức mạnh to lớn của mình, dục quỷ đã phá hỏng mọi thứ. Chan Hi cũng năn nỉ đòi chết bởi không thể chịu đựng bộ dạng của bản thân thêm nữa. Không thể xuống tay giết anh trai mình, linh mục Johan đã đến tìm Van để tìm sự giúp đỡ. Van lập tức tấn công bởi anh cho rằng chính linh mục Johan là nguyên nhân khiến Minho suýt gặp nguy hiểm. Mặc dù Van đã nói rằng không có cách biến dục quỷ trở lại, nhưng linh mục Johan vẫn cố chấp. Cuối cùng, sau khi nghĩ lại việc Minho đã từng cứu một cô bé trong vụ Ben Junle, cậu đã đến tìm cô giúp đỡ. Không lỡ nhìn linh mục Johan đau buồn, lại thấy sự thành tâm nhờ giúp đỡ, Minho đồng ý đến gặp Chan Hi. Minho vừa ngồi xuống bên cạnh nắm tay Chan Hi, thì hắn bất chợt biến đổi thành dục quỷ rồi nhổm dậy cười ngươi đây rồi sau đó tấn công Minho. Ngay lập tức, linh mục Johan phản ứng lại, chạy đến đỡ trước mặt Minho. Cậu bị thương hộc máu và bị Chan Hi hất sang một bên. Khi Chan Hi định tiếp tục tấn công Minho thì nhạc nền nổi lên, Van xuất hiện hết sức ngầu lòi, cả hai giao tranh. Nhưng không như lần trước, lần này Chan Hi không hề tỏ ra lép vế, hắn nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công của Van, thậm chí còn thoát được khỏi lưỡi dao găm vào người và đánh Van bay xa. Trong lúc Chan Hi bắt được Minho và tưởng chừng cô đi bán muối từ đây, thì một thanh kiếm xuyên thẳng qua người Chan Hi. Linh mục Johan đã trở lại cuộc chiến và giải cứu Minho kịp thời. Trước khi chết, Chan Hi có duy nhất một ước nguyện là được nghe linh mục Johan một tiếng Anh. Nước mắt lăn dài, sao cậu anh yên nghỉ nhé. Linh mục Johan rút kiếm ra và máu đỏ bắn ra từ vết thương trên người Chan Hi. Lúc này, Van đã trở lại và liên tục xuống tay chém những nhát dao trước sự sợ hãi của Minho, cũng như ánh mắt đau buồn không dám nhìn phải quay đi đọc những lời cầu nguyện của linh mục Johan. Sau tất cả, đây liệu có phải một phần trong kế hoạch của Gung Tan? Gung Tan cao ngạo bước vào một giáo đường. Tại đây có rất nhiều người dân mầm, khi nhìn thấy hắn, họ cúi đầu chào cung kính rồi dẹp sang hai bên dọn đường cho hắn bước đến. Gung Tan vừa ngồi xuống ghế, cũng là lúc câu hỏi đi đâu mà giờ mới về được cất lên. Theo ánh mắt Gung Tan nhìn xuống, thật đó chính là cô cháu gái của bà lão lúc trước. Linh mục Johan ngồi trong thánh đường, tay cậu cầm hòn đá dục quỷ của anh trai. Linh mục Johan lúc này đang cảm thấy đau khổ và có chút tội lỗi. Cậu chính là người đã đâm lưỡi kiếm sắc lạnh lấy đi mạng sống của anh trai mình. Nén lại đau thương, linh mục Johan quyết định xem đó là sự giải thoát cho anh trai khỏi lốt dục quỷ. Bởi anh trai cậu đã chịu đau khổ quá nhiều. Đây có lẽ lại là điều anh trai cậu mong muốn. Sau đó, linh mục Johan giao lại viên đá cho Van, để Van cho vào bộ sưu tập đá dục quỷ của mình. Chuyển cảnh đến Gung Tan, hắn nhớ lại quá khứ 9 năm trước. Gung Tan vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, xung quanh là biển lớn, rất nhiều tên mặc đồ trắng trùm đầu vây quanh. Một tên cầm đầu đứng ra nói chuyện với Gung Tan. Giờ cậu đã tỉnh táo lại rồi chứ? Nghe vậy, Gung Tan thấy đầu mình choáng váng, tên áo trắng kia đã làm gì với hắn? Gung Tan rút dao, lao đến định xử lý tên áo trắng này. Nhưng chỉ với một cái giơ tay, tên áo trắng đã chặn đứng lưỡi dao của Gung Tan. Dù đã dùng hết sức, nhưng Gung Tan cũng không thể đâm trúng được tên áo trắng. Tên áo trắng nhìn lưỡi dao đang dao động trên tay Gung Tan, đó đâu phải con dao để nhắm vào con người. Nói rồi, tên áo trắng nhẹ nhàng giành lấy lưỡi dao trên tay Gung Tan, khiến hắn còn phải bất ngờ. Rốt cuộc, tên áo trắng này là ai? Lưỡi dao về máu dục quỷ mà hắn cũng có thể khống chế được trong lòng bàn tay. Gung Tan đi theo tên áo trắng đến giáo phái của hắn. Tên áo trắng nói rằng hắn và người của hắn đã hết lòng đưa Gung Tan ra khỏi không gian của hư vô vào trống rỗng. Đã quá lâu rồi và có vẻ Gung Tan đã quên đi chuyện đó. Thời gian trở lại thời Tam Na gốc cổ đại. Gung Tan và Van lúc này còn là trẻ nhỏ, đang bị ép tiếp nhận lưỡi dao diệt quỷ. Vừa cầm lưỡi dao lên, đã lập tức xảy ra phản ứng. Từ chuôi dao, chỗ Gung Tan đang nắm, một làn khói đen bốc lên, một sức nóng khủng khiếp thiêu cháy lòng bàn tay Gung Tan khiến hắn đau đớn thả con dao ra. Tên trụ chỉ thấy vậy càng ép buộc phải khống chế được con dao, nếu không sẽ bị ông ta giết. Lúc này, Van la lên, dừng lại. Tên trụ trì hướng về phía Van, vậy thì con thử nhé. Dù sợ hãi nhưng Van vẫn mạnh mẽ đứng lên, đi đến và cầm con dao lên. Cũng như Gung Tan, Van phải chịu sức nóng thiêu đốt nhưng anh nhất định không buông tay. Chỉ một lúc sau, con dao dần tỏa ra làn khói màu trắng, rồi dần phát ra ánh hào quang vàng. Cuối cùng, con dao đã chịu sự khống chế của Van. Tên trụ trì vui mừng, con đã được kim cương trừ lựa chọn. Thấy vậy, Gung Tan cũng quyết cầm lưỡi dao lên thử lại một lần nữa. Lần này, hắn cũng thành công khống chế con dao. Nhưng trái ngược với ánh hào quang trên con dao của Van, con dao Gung Tan sở hữu lại tỏa ra một làn khói đen chết chóc. Van và Gung Tan bị bắt ép thực hiện những bài luyện tập như địa ngục. Đúng lúc Thánh sứ Ozee ông thấy, cảm thấy những đứa trẻ này thật tội nghiệp. Tối đó, Thánh sứ Ozee ông đã lén mang thức ăn đến phòng giam cho họ. Ban ngày, Van và Gung Tan trải qua những buổi tập luyện cực khổ, Thánh sứ Ozee ông cũng luyện tập tạo ra kết giới.
Tối đến, khi Van và Gungtan bị nhốt lại, Thánh sứ Ozeom sẽ mang đến một món ăn khác nhau. Vì biết được tên trụ chỉ biến Van và Gungtan thành sát chú sư, để họ gánh nghiệp sát sinh. Thánh sứ Ozeom đã lén thả Van và Gungtan ra, rồi dẫn họ đi thật xa. Tuy nhiên, với vết thương trên vai vì bị Van cắn, cô đã trụ được lâu và ngất đi trên đường đưa hai người họ bỏ trốn. Dù Gungtan lạnh lùng bỏ Thánh sứ Ozeom lại, nhưng Van cảm thấy tội lỗi và không đành lòng. Anh quyết định cõng cô quay trở về. Gungtan cũng bị bắt trở về theo. Nơi này mang danh là chùa tu luyện, nhưng thực chất chính là địa ngục với Van và Gungtan. 15 năm sau, lúc này, một con dục quỷ to lớn, hung dữ đang tấn công một đoàn người. Hai thân bóng nhảy qua những ngọn cây đến, lia con dao, diệt quỷ cắm thẳng người con dục quỷ khiến nó mất đà ngã sang một bên. Van tóc dài lộn một vòng rồi đứng lên, quay lại nhìn con dục quỷ đang tiến đến hết sức ngầu lòi. Anh liên tục chém những nhát chém lên cơ thể to lớn, khiến con dục quỷ không kịp phản kháng. Rồi với một phát chí mạng, Van đã kết liễu con dục quỷ một cách dễ dàng. Trong lúc Van bận xử lý con dục quỷ, bên này, Gungtan lại ra sức đâm chém người sống sót cuối cùng kia. Dù người đó đã chết, hắn vẫn liên tục đâm, khiến máu bắn lên đầy mặt hắn. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Gungtan, đây chắc chắn là thú vui biến thái của hắn rồi. Chuyển cảnh đến ngày trăng tròn, hôm nay là ngày Thánh sứ Ozeom tạo kết giới, để đánh đuổi đám dục quỷ khỏi thế giới. Sau khi vẽ kết giới trên không và đọc thần chú, một luồng ánh sáng hội tụ thành kết giới hình tròn. Thánh sứ Ozeom khắc lên tảng đá, bằng thần lực của mình. Lúc này, Van và Gungtan cũng được thả ra và đưa đến trước mặt tên trụ trì. Ông ta nói rằng, hôm nay sẽ là ngày thả tự do cho hai người theo ý nguyện của Thánh sứ Ozeom. Ông ta sẽ làm lễ thanh tẩy cho linh hồn Van và Gungtan. Không ngờ rằng, nghi lễ thanh tẩy mà ông ta nói lại chính là nhốt Van và Gungtan vào lồng sắt, bên ngoài dán rất nhiều bùa chú khắc chế. Sau đó, tên trụ trì cho người châm lửa nhằm mục đích thiêu sống Van và Gungtan. Sau khi tạo kết giới, dục quỷ sẽ biến mất, và những kẻ mang trong mình dòng máu và sức mạnh của dục quỷ như Van và Gungtan thì không được phép tồn tại trên mảnh đất đã được thanh tẩy này. Trái ngược với vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của Gungtan, Van tỏ ra hoang mang. Anh tin tưởng lời Thánh sứ Ozeom nói lúc trước rằng cả hai sẽ được thả tự do, đây chỉ là sự nhầm lẫn. Vậy mà tên trụ trì lại nói dối rằng Thánh sứ Ozeom đã chấp nhận việc trừ khử Van và Gungtan. Tên trụ trì đã đánh giá quá thấp sức mạnh của dục quỷ. Chỉ một chiêu thức, lồng sắt giam giữ Van và Gungtan bị thổi bay. Sức mạnh lan ra cũng đánh ngã những tên hòa thượng đứng gần đấy. Từ trong đám lửa, Van và Gungtan đứng dậy. Đôi mắt hóa thành màu đỏ, những dấu hiệu hóa dục quỷ lan khắp cơ mặt. Với tốc độ ánh sáng, Van lao đến giết chết vài tên sư cọ chưa kịp phản ứng. Đám hòa thượng không biết điều vẫn gắng sức lao lên tấn công Van. Kết cục là từng tên bỏ mạng dưới nanh vuốt của Van. Lúc này, Gungtan cũng nhập cuộc. Không như Van có đôi chút do dự khi giết người, Gungtan thẳng tay giết chết bất kỳ tên nào trong tầm mắt hắn. Cả hai ra tay tàn sát hết hòa thượng trong ngôi chùa này. Một tên hòa thượng lao cây thương về phía Van, nhưng anh dễ dàng xoay một vòng né tránh, rồi nắm lấy cây thương, phi ngược lại kết liễu tên hòa thượng. Trước lúc tắt thở, hòa thượng kia vậy mà nói ra lời xin lỗi với Van, khiến anh có hơi bất ngờ. Đúng lúc, tiếng gọi của Thánh sứ Ozeom làm Van mất tập trung vài giây. Nhân cơ hội ấy, tên trụ trì xiên trộm Van một phát từ đằng sau. Van nhịn đau, bẻ gãy cây thương đang xuyên qua người mình, rồi thẳng tay rút nó ra vứt sang một bên. Anh lạnh lùng giơ tay lên, từ trong ngôi chùa, lưỡi dao diệt quỷ của Van bay ra, hướng thẳng đến tay chủ nhân của nó. Nhưng không để Van kịp ra tay, Gungtan như một ác thần bất ngờ xuất hiện đằng sau tên trụ trì, xiên hắn một phát phụt máu. Gungtan cười nham hiểm rằng hắn sẽ bắt tên trụ trì phải trả giá. Có vẻ, đây là điều mà Gungtan chờ đợi bấy lâu nay, cuối cùng, hắn cũng giết được kẻ đã hại đời mình. Lúc này, Van đã mất kiểm soát, biến thành dục quỷ và tìm đến chỗ Thánh sứ Ozeom. Chỉ cần Thánh sứ Ozeom tạo xong kết giới, Van cũng sẽ bị phong ấn. Nhưng cô không làm vậy, cô muốn cứu Van và Gungtan. Mà lý do Van đến đây, cũng chỉ muốn biết sự thật có phải Thánh sứ Ozeom đã muốn diệt trừ bọn họ hay không. Đúng lúc này, Gungtan cầm theo thủ cấp tên trụ trì lững thững bước lên. Hắn cho rằng Van thật hèn nhát và yếu đuối khi không trực tiếp xuống tay với Thánh sứ Ozeom. Nếu Van không dám thì để hắn làm hộ. Gungtan vứt thủ cấp tên trụ trì xuống, cầm chắc con dao, lao về phía Thánh sứ Ozeom. Thấy nguy hiểm, Van lập tức chặn Gungtan lại, đè hắn xuống đất nhưng đã bị Gungtan phản chiêu. Hắn đứng dậy định tiếp tục lao đến, thì với sự nhanh nhẹn, Van đã chặn được lưỡi dao của Gungtan. Cả hai lao vào choảng nhau. Có vẻ Van đang yếu thế hơn Gungtan, và Van đã bị Gungtan đánh bay xuống vách núi. Lúc này, Thánh sứ Ozeom đứng ra, cô đọc bài kinh thanh tẩy, đứng trước hào quang sức mạnh Thánh sứ Ozeom phát ra, Gungtan bị chặn lại. Nhưng hắn không hề có ý định dừng lại, sau khi Thánh sứ Ozeom gỡ sức mạnh xuống, Gungtan thừa dịp lao đến. Đúng lúc này, Van đã leo lên được, thấy Thánh sứ Ozeom đang gặp nguy hiểm cận kề. Van dùng sức mạnh lao lên, chĩa mũi dao định xử lý Gungtan, thì tên xảo quyệt ấy đã nhanh chóng tóm lấy cơ thể Thánh sứ Ozeom làm lá chắn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Van không phanh kịp và lưỡi dao của anh ghim thẳng vào người Thánh sứ Ozeom. Khoảnh khắc ấy, sức mạnh chảy trong cơ thể Thánh sứ Ozeom dần thoát ra, trời đất nổi bão tố. Luồng sức mạnh của dục quỷ trong ngựa ít Gungtan được giải thoát hoàn toàn. Van lấy lại ý thức, ôm lấy cơ thể Thánh sứ Ozeom đang ngã xuống.
Thánh sứ Ozeon hứa rằng cô sẽ trở lại để cứu Van. Rồi sức mạnh của cô bùng nổ, một luồng ánh sáng thần thánh phát ra, kéo cả đám dục quỷ và gung tan xuống hố sâu. Bản thân thánh sứ Ozeon cũng tắc thở. Van gào khóc đau đớn vì mình đã không thể bảo vệ được. Dục quỷ tạm thời bị phong ấn trong những tảng đá hình người. Mặt trời dần ló dạng trên hòn đảo Jeju. Một thời gian sau, một người đàn ông tìm thấy một thi thể trong một hang động bị đá lấp kín miệng. Khi ông ta định lại gần xem xét, thi thể kia sống lại, dùng tay nắm lấy mặt ông ta. Một luồng khí đen tỏa ra thiêu cháy và hút cạn dương thọ của người đàn ông kia. Thi thể kia cũng mở mắt. Đó chính là Gung-tan. Trở lại giáo đường Bạch Giáo, Gung-tan vẫn chưa nhớ được hết quá khứ và tỏ ra không tin lời tên áo trắng kia nói. Hắn cho người bắt giữ Gung-tan lại, rồi dùng chính con dao diệt quỷ của Gung-tan để chém bay một cánh tay hắn. Từ vết thương trên tay Gung-tan, làn khói đen tỏa ra. Tên áo trắng cho người hứng lấy những giọt máu đen chảy ra từ vết thương của Gung-tan. Sự thật lúc này cũng được tiết lộ. Tên áo trắng này chính là kẻ đã thao túng tâm lý tên trụ trì để hắn nuôi dưỡng những sát quỷ xưa như Van và Gung-tan, nhằm mượn sức mạnh để giết chết thánh sứ Ozeon. Nhưng kế hoạch đã thất bại. Bây giờ, hắn đánh thức Gung-tan chính là để cho cậu thêm một cơ hội. Nói rồi, hắn đổ bát máu vừa hứng trên vết thương của Gung-tan uống đất. Mặt đất bốc cháy rồi dần sụp xuống. Những con trùng từ đó bò lên. Những làn khói đen dục quỷ thoát ra, bay xung quanh rồi nhập vào người Gung-tan. Lúc này, cánh tay của Gung-tan cũng được khôi phục. Tên áo trắng muốn Gung-tan làm việc cho hắn, với cái lý tưởng cứu rỗi nhân loại, nâng giáo phía của hắn lên đỉnh cao. Còn Gung-tan chỉ muốn giết kẻ đã phong ấn mình dưới nền đất, và những kẻ đã khiến hắn phải sống như quái vật. Nếu những điều đó là thứ những tên áo trắng cũng muốn, thì Gung-tan sẽ giúp. Nói rồi, hắn nở nụ cười toan tính đầy tự tin. Chuyển cảnh về biệt thự trên vách đá của Minho. Minho và Van đang ngắm hoàng hôn, và đàm đạo về những việc nguy hiểm Minho đã làm lúc trước. Minho nói, rằng mình chỉ muốn giúp vì nghĩ bản thân sở hữu sức mạnh làm được việc đó. Cô định cầm lưỡi dao diệt quỷ của Van lên, thì sức nóng của nó làm Minho vội rụt tay lại. Van lo lắng nắm lấy tay Minho xem vết thương có sao không. Anh còn trách móc cô bị dục quỷ vây quanh nên hết thấy sợ rồi à? Mấy lời vô tâm của Van, Minho nghe muốn chán luôn rồi. Cô thản nhiên nói chỉ là chuyện còn con và đưa tay về phía Van. Tôi sẽ làm bạn với anh, ngài dục quỷ. Van khá bất ngờ và anh thất thần nhớ về lời bà lão nói lúc trước. Thấy Van đứng yên không nói gì, Minho quan tâm hỏi han xem anh có làm sao không. Sau khi đến căn nhà của cô bạn thân và được biết cô ấy đã chuyển đi sau tang lễ của hôn phu, Minho nhận được tin nhắn của bạn thân nói rằng cô ấy vẫn ổn. Nhưng Minho biết rằng bạn thân của mình không ổn chút nào. Cô quyết định sẽ tìm cách bảo vệ mọi người, tôi không muốn mất thêm gì nữa. Minho đến tìm bà lão để hỏi về cách khiến cô trở thành thánh sứ Ozeon. Thấy ý chí quyết tâm của Minho, bà lão quyết định cho cô xem một thứ. Bà đuổi Van sang chỗ khác mà chơi, rồi đưa cho Minho xem vật mà bà có vẻ rất nâng niu. Minho nhìn vào cái gương soi bà lão đưa, cô bất chợt bị dịch chuyển đến một cái cây, ký ức chuyện quá khứ dần xuất hiện. Ngực Minho cũng đau thấu xương. Thấy Minho đau đớn đi ra như vậy, Van lo lắng hỏi bà lão đã có chuyện gì xảy ra. Bà lão chỉ bảo mới bắt đầu thôi, con không cần cuống cuồng lên thế. Hôm sau, Minho trở về biệt thự để thu dọn hành lý đến nhà bà lão ở một thời gian. Cô ngồi xếp đồ cả nửa ngày và đống đồ Minho mang đi khiến quản gia Trang bất lực. Nhìn thế nào cũng thấy cô định mang cả biệt thự đi với đống vali kia mà. Quản gia Trang nói rằng nếu cô đã xếp đồ thì xếp luôn đồ của ông mang đi đi. Minho không hiểu đồ của ông cô mang đi làm gì. Quản gia Trang mở cửa, linh mục Johan bước vào, tự tin quay một vòng cho cô xem. Nhìn cái ba lo linh mục Johan đeo là biết cậu định đi theo rồi. Nhưng có được đi cùng hay không còn cần hỏi nóc nhà Van. Đương nhiên là Van không cho linh mục Johan đi cùng rồi. Linh mục Johan than rằng ở một mình chán nên muốn đi theo. Vậy thì Van có cách giải quyết là trẻ cậu ra làm đôi. Thế là có hai hình rồi, linh mục Johan khỏi lo buồn. Linh mục Johan chưa lốt được Van đang nghiêm túc, cậu còn suy nghĩ xem trẻ ngang hay trẻ dọc thì ổn hơn. Thấy vậy, quản gia Trang quyết định giải nguy. Ông đưa ra hàng dài danh sách những tật xấu và thói quen của Minho. Van nghe đến là phiền, anh quyết định cho linh mục Johan đi cùng, để có gì còn đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc Minho sang cho cậu. Sau khi thay trang phục thánh sứ, Minho theo bà lão đến gốc cây lớn để bắt đầu tu luyện. Trong lúc bà lão dạy lý thuyết cho Minho, Van không được lại gần. Thế là linh mục Johan cũng dính trưởng, bị Van bắt ở lại theo. Đến khi còn một mình Minho ở lại thực hành, Van mới được đến xem nhưng không được phép đến gần cô quá 50 bước. Van có vẻ không thích nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Đen đủi nhất vẫn là linh mục Johan, định đi theo thì bị bà lão bắt đi trẻ củi. Lúc này, Na đứng từ xa theo dõi Minho luyện tập, nhưng mà bài tập của thánh sứ trông hơi giống tập yoga thì phải. Tập một lúc mà chả thấy tiến triển gì, Minho mệt mỏi nên nghỉ một chút. Lúc này, Van cũng đi đến. Minho nói rằng mấy việc này dễ như bỡn. Cô định đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu nên chân có chút tê, nhất thời không đứng lên được. Minho đưa tay về phía Van, muốn nhờ anh đỡ mình lên. Van mỉm cười nhìn tay cô, bàn tay định đưa ra nắm lấy giúp, nhưng lại làm giá giả vờ quay đi bảo Minho tự mình đứng dậy. Mà Minho đâu có chịu, cô trực tiếp vươn người lên nắm lấy tay Van. Anh tưởng không đưa tay ra thì tôi không nắm được chắc. Mà nhìn cái mặt nghiêm túc đến khó ở của Van, Minho đẩy tay anh ra, anh không giúp thì tôi tự đứng lên vậy. Nói rồi, Minho phủi quần áo rồi tự đứng dậy đi trước.
Trời hôm nay có vẻ se lạnh, Minho mở miệng than một câu lạnh, Van lập tức quan tâm cởi áo khoác ngoài của mình ra, trùm lên đầu cô. Rõ ràng quan tâm người ta mà cứ làm kiêu ra vẻ vậy. Van và Minho trở về, thấy linh mục Johan đang lem luốc, chất bếp đun gì đấy trông có vẻ cực nhọc. Tối đó đến bữa ăn, chỉ có Minho được ăn cháo gà, còn lại đều ăn canh trứng. Nhìn sự thiên vị rõ ràng, Van thắc mắc thì bà lão buông một câu xanh rờn, thích thì con cũng tu luyện đi, khiến Van cứng họng chỉ biết ngồi nhìn. Linh mục Johan than mình cũng vất vả khác gì tu luyện đâu, và được Minho chia cho một miếng đùi gà. Nhưng chưa kịp ăn thì bà lão đã gắp ngược miếng đùi gà về bát Minho. Van đưa đũa định gắp miếng ấy thì Minho thấy vậy nhanh chóng đút luôn miếng thịt vào mồm. Tầm này chỉ còn chấp nhận ăn canh trứng thôi chứ không làm gì khác được rồi. Thấm thoát đã đến ngày tuyết rơi. Sau khi bà lão và Van để Minho ở lại một mình ở chỗ cái cây, họ định về nhà dùng bữa rồi quay lại. Ai ngờ đâu, cơm còn chưa kịp ăn thì cả bà lão và Van đều cảm nhận được khí vận bất thường. Lúc này, ở nơi luyện tập, Gung Tan đang rình mò Minho. Minho cũng cảm nhận được sát khí hướng về mình và cô đã thấy Gung Tan. Cuối cùng thì Gung Tan cũng đã chờ được thời cơ Minho ở một mình. Hắn định ám sát Minho, mà cơ thể Minho cũng có phản ứng lại, năng lượng từ cơ thể cô phát ra, đẩy lùi khí vận của Gung Tan. Sức mạnh ấy khiến Gung Tan nhớ lại chuyện trong quá khứ. Và sức mạnh hắc ám của Gung Tan cũng bị suy yếu bởi nỗi sợ, khiến hắn ra quyết định rút lui. Đúng lúc này, Van cảm nhận được bất thường cũng đã chạy đến nơi. Trước mắt anh là cảnh Minho với luồng sức mạnh bao quanh, treo cô lơ lửng trên không. Nhìn tình trạng của Minho có vẻ không ổn, Van lo lắng định chạy lên phía trước xem, nhưng linh mục Johan giữ tay anh lại. Khoan đã, có gì đó không ổn, mà Van cũng không lo nhiều được như vậy. Anh chỉ quan tâm Minho có ổn hay không. Van bước thêm một bước thì bị chặn lại bởi kết giới xung quanh Minho. Anh phải dùng hết sức lực, đưa cánh tay xuyên qua kết giới, cố gắng nhích từng chút một về phía Minho. Chỉ đến lúc Minho thoát ra khỏi ký ức, sức mạnh của cô dần thu lại. Khoảnh khắc chân Minho chạm đất chính là lúc Van xuyên qua được kết giới. Anh nhanh chóng đỡ lấy cơ thể Minho. Minho đã nhớ lại được chút ký ức. Trong một góc khu rừng, Gung Tan vẫn còn run rẩy trước sức mạnh lúc nãy của Minho phát ra. Nỗi ám ảnh quá khứ đến giờ vẫn là nỗi sợ của hắn. Gung Tan liền dùng dao cắt lấy máu của mình, làm hiến tế để giải thoát cho dục quỷ bên trong bức tượng gần đấy. Lần này, rất nhiều dục quỷ thoát ra, chúng bay khắp thị trấn tìm kiếm vật chủ thích hợp, khiến mọi người náo loạn bỏ chạy. Bà lão cũng vì chuyện này mà đổ bệnh, ba người đành trở về biệt thự. Vì tạm thời không thể luyện tập, Van bảo Minho hãy ở lại biệt thự trước, bởi khí của dục quỷ thoát ra rất nhiều. Nhưng điều Minho muốn biết là tại sao Van không nhìn vào mắt cô. Cô biết chắc đã có chuyện gì đấy xảy ra, nên Van mới tỏ ra xa cách cô như vậy. Van thở dài, quay lại nhìn trực tiếp theo ý muốn của Minho. Tôi sẽ không đến trong một thời gian, tôi cần biết chúng tràn ra từ đâu. Chưa để Van nói hết lời, Minho cắt ngang rồi bỏ về phòng. Cô không quan tâm việc anh làm nữa. Thái độ này của Minho khiến Van bất ngờ, anh đứng chết lặng nhìn theo bóng lưng cô. Cùng lúc đó, trong khu rừng tối, Gung Tan triệu hồi lên một con dục quỷ dạng tượng với sức mạnh dục quỷ rất lớn. Sức mạnh ấy khiến con dao diệt quỷ của Van có phản ứng, dù cách xa hàng nghìn cây số. Con dục này mạnh đến nỗi chỉ cần chạy lướt qua, cũng đã điều khiển được tâm trí Suơn. Nó khiến cô bé tự nhảy từ tầng thượng của trường học xuống. Khoảnh khắc này, ngực Minho nhói lên khiến cô tỉnh giấc. Sau một khoảng thời gian nghỉ phép dài, hôm sau Minho quyết định quay trở lại trường học. Đợi cô ở trường, chính là hiện trường đau thương về cái chết của Suơn. Nhìn cô học trò nhỏ mình mất bao công sức mới cứu trở về được, lại mất mạng như vậy. Minho đau lòng, hoảng loạn không biết nên làm sao. Cô cảm thấy tự trách bản thân mình rất nhiều. Chỉ trước mặt Van, cô mới rơi giọt nước mắt vì sự bất lực của bản thân. Tôi giận bản thân mình không thể làm gì ngoài giữ lấy mạng sống này. Tôi không muốn mất thêm một ai nữa, cho nên tôi mới tu luyện. Tại sao sức mạnh vẫn chưa xuất hiện? Tại sao đứa trẻ đáng thương ấy lại phải chết? Nhìn Minho như vậy, Van không đành lòng. Anh nói rằng nếu khó quá thì cô có thể từ bỏ. Dừng lại và đi đi. Câu này khiến Minho ngước lên nhìn. Cô nhìn thấy cánh tay Van đang rỉ máu. Nhìn Van định rời đi, Minho lo lắng nắm lấy tay anh. Nếu tôi rời đi thì anh phải làm sao? Câu nói khiến Van phải bật cười. Biết cô lo lắng cho mình anh rất vui, nhưng cũng không thể để Minho cứ suy sụp như vậy được. Cô quên rồi sao? Tôi là một con dục quỷ giết dục quỷ, không hơn, không kém. Cô không thể làm gì cho con dục quỷ như tôi. Nói rồi, Van lạnh lùng rút tay ra và rời đi. Về con dục quỷ mạnh mẽ, nó đang bay khắp thành phố và điều khiển tâm trí của rất nhiều người. Nó biến mọi người thành những con rối vô tri, chỉ biết đi theo sự chỉ dẫn của nó. Mà Minho sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định đến trường học thu thập chứng cứ chứng minh Suơn không hề tự sát. Ngôi trường trở nên hoang vắng một cách lạ thường. Trong lúc đi lên cầu thang, Minho cảm nhận sự bất thường. Và từ đằng sau, con dục quỷ mạnh mẽ bay xuyên qua cơ thể Minho, kéo cô tới một không gian xa lạ. Xoa y quỷ, kẻ sẽ vạch trần mặt tối trong thâm tâm con người. Ai gặp phải nó sẽ vật lộn trong địa ngục của bản thân. Và cuối cùng sẽ tự kết liễu mạng sống. Đó chính là con dục quỷ và sức mạnh đã điều khiển mọi người. Nó khiến Minho nhìn thấy ảo cảnh về những người đã chết, khiến cô tự trách là tại mình nên họ mới chết. Thật may, đúng lúc Quảng Gia Trang và Linh Mục Johan kịp thời đến và giữ Minho lại. Nếu không, cô cũng đã rơi xuống từ sân thượng trường học vì mải giữ lấy ảo cảnh Suơn tự tử ở đây.
Đúng lúc này, từ phía một lớp học truyền ra âm thanh la hét. Linh mục Johan vội đến xem tình hình. Rất nhiều học sinh bị xoa y quỷ điều khiển và tìm cách nhảy lầu. Càng lúc càng có nhiều người bị điều khiển, một mình Linh mục Johan không thể thanh tẩy hết. Cậu nhìn thấy loa phát thanh và nghĩ ra cách giải quyết. Linh mục Johan nhờ quản gia Trang đến phòng điều khiển. Thông qua đài phát thanh, quản gia Trang đọc bài thánh kinh thanh tẩy. Việc này thực sự có tác dụng, nó khiến những người bị điều khiển trở nên đau đầu và tự dồn lại sân thể dục. Lúc này, Van cũng đã đến. Nó không như lũ dục quỷ đâu. Van chỉ cho Linh mục Johan một cách hiệu quả bởi cậu là thầy trừ tà. Sau khi niệm chú và biến vài nước chữa cháy thành nước thánh, Linh mục Johan phun nước thánh, tưới lên những con chiên lạc lối kia. Dục quỷ bên trong họ phản kháng và tìm cách chạy khỏi sân thể dục. Nhưng đã bị ngăn lại bởi kết giới do Van tạo ra. Van thu nhỏ kết giới, dồn mọi người lại trong một không gian nhỏ, đủ để nước thánh có hiệu quả nhất. Cuối cùng, Van và Linh mục Johan đã thành công thanh tẩy cho những người bị điều khiển. Nhưng Miho thì vẫn trong tình trạng bất ổn. Cô luôn miệng nói rằng tại mình nên mọi người mới chết. Cầu xin quản gia Trang hãy giết mình đi. Chuyển cảnh, Van lúc này đang đi theo dấu vết để tìm kiếm dục quỷ. Anh theo đến một mỏm đá và phát hiện một hang động. Lúc này, một kết giới cũng được dựng lên từ bao giờ. Hang động này chính là nơi lúc trước giam giữ Van và Gungtan. Và Gungtan cũng đang ở nơi này chờ Van. Gungtan cố gắng thuyết phục Van rằng con người là nguyên nhân khiến họ trở nên như bây giờ. Hắn cố gắng tẩy não và kéo Van về phe mình. Hắn còn cho rằng không sớm thì muộn, Van cũng sẽ giết thánh sứ Quân Dê ông chuyển thế. Mà Van không phải không biết ý đồ thực sự của Gungtan. Vì sợ hãi trước sức mạnh thánh sứ, hắn luôn nhờ đến bọn dục quỷ mà không dám tự mình ra tay giết Miho. Van còn châm chọc không biết cảm giác bị giam giữ vì thất bại trước thánh sứ Quân Dê ông là như thế nào. Đôi ba lời cũng đủ để thấy Van sẽ không bao giờ lung lay bởi lời nói của Gungtan. Van rút dao, trao đổi chiêu thức với Gungtan. Không thanh tẩy được thì lấy ra thôi. Tôi sẽ lấy máu cậu ra. Gungtan dễ dàng chặn đứng lưỡi dao của Van. Van xoay con dao, rồi lại tiếp tục tấn công liên tiếp về phía Gungtan. Nhưng hắn cũng có thể dễ dàng né tránh, Gungtan phản công. Van liền ném con dao về Gungtan, con dao cắt một đường làm đứt song sắt. Gungtan cũng không chịu thua, hắn điều khiển con dao khiến Van phải khó khăn chống đỡ. Cuối cùng, Van đành tạm rút lui và tìm cách giải quyết xoa y quỷ trước. Sau khi bàn bạc với Linh mục Johan, Van quyết định hành động một mình và để Linh mục Johan ở lại bảo vệ cho tốt Miho. Sau khi yên tâm rằng Miho đã ngủ yên, Linh mục Johan cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu định nghỉ ngơi một chút thì cảm nhận được điều bất thường. Đó là Gungtan, hắn vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động trong căn biệt thự. Và lúc này, hắn đang đọc một lời chú gì đấy. Chú nguyện kết thúc cũng là lúc Miho tỉnh lại. Cô lại tiếp tục nhìn thấy ảo cảnh về cô bạn thân và đi theo cô ấy ra ngoài, mà không biết rằng cô bạn thân ấy chính là Xoa Y Quỷ. Cũng may quản gia Trang kịp đến và mang cô về phòng. Nhưng lúc này, Xoa Y Quỷ lại tiếp tục cho Miho thấy ảo cảnh cuộc trò chuyện giữa quản gia Trang và Linh mục Johan. Họ đang nói về việc Miho sẽ ra sao nếu ký ức trở lại. Dù gì cô ấy cũng chỉ là vỏ bọc. Đừng bận tâm chuyện sẽ thế nào. Người chúng ta cần là thánh sứ Quân Dê ông mà. Chính những lời nói nhẫn tâm này của quản gia Trang mà Xoa Y Quỷ cho Miho thấy, cùng với việc để Miho tìm thấy tài liệu ghi chép về thánh sứ, đã làm cô nghi ngờ và không tin tưởng quản gia Trang nữa. Quản gia Trang cũng nói ra thân phận thực sự của mình. Ông cũng là thầy trừ tà tên là Cha Peter. Trong những người nhận sứ mệnh khi đó, ông là người sống sót duy nhất. Và ông có nghĩa vụ bảo vệ Miho, người mang thân phận thánh sứ, người có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn dục quỷ. Miho thực sự tức giận, cô đuổi quản gia Trang đi. Xoa Y Quỷ cũng dần hiện hình bên cạnh Miho. Đúng lúc này, tiếng gọi quen thuộc vang lên. Hu Miho. Theo tiếng gọi là lưỡi dao dục quỷ bay đến, chém ngang qua người Xoa Y Quỷ, chỉ tiếc là nó đã tránh được. Là Van đã đến kịp thời. Xoa Y Quỷ này phản xạ rất nhanh, nó dễ dàng né tránh những nhát chém của Van, rồi ẩn mình vào bóng tối. Một màn yên tĩnh, Van không còn thấy Xoa Y Quỷ đâu nữa, nhưng lưỡi dao trên tay anh vẫn không ngừng phản ứng. Bất chợt, từ cánh cửa, con quỷ lao lên, cũng may Van đã nghi ngờ từ trước và đỡ được cú tấn công của nó. Sau đó, anh lần theo khí tức của dục quỷ nhưng nhát dao của anh vẫn đâm trượt. Đuổi ra đến hành lang, Van gặp Linh mục Johan quay lại. Linh mục Johan dùng nước thánh, làm phép giúp mình có thể thấy được dục quỷ đang ẩn mình. Cậu nhìn thấy Xoa Y Quỷ đang chậm rãi tiến về phía Van. Lập tức, cậu tung lọ nước thánh về phía con quỷ, khiến thuật ẩn mình của Xoa Y Quỷ bị vô hiệu. Nhìn thấy con dục quỷ, Van nở nụ cười hài lòng rồi lao đến. Anh chém những nhát chém sắc lạnh, dứt điểm con quái Xoa Y Quỷ. Mà lúc này, Miho cảm thấy mọi lỗi lầm là do tiền kiếp của mình, thánh sứ Quân Dê ông gây ra. Mọi người chết là do cô, cuộc đời Miho bị đổi lộn cũng là do Quân Dê ông. Cô quyết định đi đến giải pháp cuối cùng. Chỉ cần cô chết, mọi bất hạnh của mọi người xung quanh sẽ chấm dứt. Lúc Miho nhảy xuống, cô được một cánh tay giữ lại. Bấy giờ, ký ức cũng quay lại hoàn toàn. Miho nhìn thấy thánh sứ Quân Dê ông, mọi chuyện trong quá khứ cũng được sáng tỏ. Miho thất thần tỉnh lại. Người đã giữ cô lại chính là Van. Miho nắm chặt cánh tay Van, thấy vậy, Van vội vàng kéo cô lên, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Không sao. Van đưa Miho về phòng, anh rất lo lắng cho cô. Mà Miho bảo với Van rằng cô đã gặp thánh sứ Quân Dê ông, và cô đã biết tất cả. Anh chỉ cố gắng bảo vệ cô ấy.
anh đã chờ đợi suốt một thời gian dài về lời hứa giải thoát trước kia. Miho xin lỗi vì mình không phải thánh sứ Won Jae-eom, không thể giúp Van, mà lại càng không thể tạo nên kết giới. Nhìn Miho khóc lóc như vậy, Van cũng không biết cách phải an ủi ra làm sao. Anh chỉ có thể ngồi bên cạnh, lau đi những giọt nước mắt cho cô. Mà hai người họ không hề biết về sự tồn tại của Gungtan tại đây. Khi nghe đến việc dù đã lấy lại ký ức, nhưng vẫn không thể tạo ra kết giới, Gungtan không còn sợ hãi, hắn định giết Miho. May mắn là Van phát hiện bất thường, anh kéo Miho ra sau mình, dùng dao chặn đòn tấn công của Gungtan. Kết giới do Gungtan răng ra vỡ tung. Lần này, Gungtan rất tức giận. Hắn gọi Van là kẻ đê hèn yếu đuối đi bảo vệ con người. Và Miho chỉ là cái vỏ bọc. Nói rồi, hắn vung dao chém một đường vào không khí. Van lập tức lấy thân mình chắn cho Miho. Hai người bị đánh bay qua cửa sổ. Đặt Miho sang một bên, Van dùng tốc độ ánh sáng lao về phía Gungtan. Nhưng hắn đã đỡ được đòn tấn công của Van. Gungtan dễ dàng áp đảo và định bóp cổ anh. May là Van thoát ra được. Nhưng anh vẫn bị Gungtan đánh bay sang một bên, rồi dùng đèn chùm định đè bẹp anh. Van không phải là đối thủ của Gungtan. Anh liên tục bị hắn áp đảo, đánh đến nỗi hộc máu mồm. Gungtan gọi Van là kẻ thảm hại. Mà Van chỉ cho rằng mình là con người. Anh khó khăn lắm mới đứng được dậy. Tôi liều mạng vì tôi là con người yếu ớt. Phải cứu cô ấy thì tôi mới có thể sống tiếp. Dứt lời, Van định lao lên đánh lén Gungtan. Nhưng chỉ với một cái hất tay, Van bay ngược lại đằng sau. Trước khi ngã xuống, Van phi dao về phía Gungtan, nhưng hắn đã tránh được. Gungtan lao lên, dùng dao của Van định dứt điểm Miho. Vì quá sợ hãi, Miho vô tình kích hoạt sức mạnh thánh sứ. Một luồng sức mạnh tỏa ra từ ngực cô đẩy lùi Gungtan lại, khiến hắn tạm thời mất tầm nhìn. Van cũng lao lên đỡ lưỡi dao cho Miho. Lưỡi dao ghim thẳng vào người Van, rồi cả hai mất đà lao xuống biển. Khi linh mục Johan phát hiện động tĩnh và chạy lên, căn phòng đã trở nên yên tĩnh. Mọi thứ lộn xộn nhưng không có dấu hiệu của người nào ở đây. Linh mục Johan cũng phát hiện một con trùng tai mắt của Gungtan. Cậu khống chế nó, thông qua ký ức của con trùng, linh mục Johan biết được mọi chuyện vừa xảy ra. Và cậu cũng biết được tên mặc đồ đen không phải là Van. Cứ tưởng Van và Miho rơi xuống biển là đi bán muối luôn. Thật may, cả hai vẫn sống sót và trôi giạt vào một hang động. Vừa nhìn thấy Van tỉnh lại, Miho vui mừng rớt nước mắt lao đến ôm chầm lấy anh. Van biết Miho lo lắng cho mình, nhưng cô ôm anh chặt sắp tắt thở, còn động chạm vết thương nữa. Sau đó hai người đốt lửa sưởi ấm. Miho nói đùa rằng như đi cắm trại vậy. Mà nhìn Van cứ xếp mấy tảng đá, cô tò mò tại sao anh lại luôn ở chỗ mỏm đá lớn lúc trước. Van nói rằng đó là do mình xếp lên, chỉ ở đấy anh mới thấy là nhà, và cảm thấy chuộc được những lỗi lầm mà mình còn không nhớ. Miho liền đến ngồi cạnh Van. Cô hỏi sau khi dục quỷ biến mất, Van định sẽ làm gì. Mà Van thì chưa từng sống ở một thế giới như thế bao giờ, nên anh cũng không biết phải làm gì. Miho liền gợi ý anh có thể tái ký hợp đồng cho cô. Bảo vệ một thứ quý hiếm, quan trọng và đẹp đẽ. Nghe Miho tự mãn về bản thân như vậy, lại còn chớp chớp mắt đáng yêu với anh. Van ngại ngùng quay đi nói cô mới đúng là người bị thương ở đầu. Miho cũng biết thừa Van chỉ cứng miệng vậy thôi. Cô dựa vào vai anh, nói rằng tuyệt quá đúng không? Ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng cách quá gần khiến cả hai có chút bối rối. Van là người chủ động quay đi trước, nói rằng Miho cứ ở yên đi. Lúc này, Gungtan trở về giáo đường của mình. Nghĩ lại lúc vừa rồi mình bị sức mạnh của thánh sứ đẩy lùi, lại nghe được tiếng trẻ con khóc, hắn nổi cơn điên. Giết chết bà mẹ đứa trẻ, rồi đồ sát các tín đồ của mình một cách tàn nhẫn. Chỉ khi đã giết người, sự hài lòng mới hiện hữu trên gương mặt hắn. Mà Yeomji sau khi bế được đứa trẻ chạy thoát và bỏ nó lại trước xe của một người qua đường, Yeomji đã chạy vội về nhà, giục bà lão mau bỏ trốn. Đây là nhà của bà lão và đương nhiên bà sẽ không rời đi. Lúc này, Yeomji mới thừa nhận mọi việc mình đã làm. Con đã bán đứng hết những người con của bà rồi. Bà hãy rời khỏi đây, vượt biển mà đi đi. Đi càng xa càng tốt, đến một nơi mà chú ấy không bắt được. Nhưng bà lão vẫn bình thản trước lời Yeomji nói. Bà đã biết hết mọi chuyện từ trước. Vậy tại sao bà lão biết nhưng không nói ra? Là vì bà sợ rằng cõi lòng đứa cháu gái có thể tan nát bất cứ lúc nào. Nhìn trái tim con cháu tan nát, bà lão sẽ nhớ về tội lỗi của mình trước kia. Không biết từ lúc nào, trong trái tim bà lão chỉ có Yeomji. Và việc nhìn thấy Yeomji hạnh phúc là niềm an ủi lớn nhất đối với bà lão. Những lời này của bà lão khiến Yeomji như tỉnh ngộ. Cô bé không biết đối mặt sao với bà, liền quay đi. Vậy mà vừa vào rừng được một đoạn, Yeomji chạm mặt Gungtan, hắn đang trên đường đến chỗ bà lão. Để bảo vệ lão bà, Yeomji chặn Gungtan lại, nói rằng mình biết các tượng Hazelbang còn lại ở đâu. Và Gungtan chỉ cần một mình là đủ, không cần tìm đến bà lão nữa. Mà Gungtan đến không phải chỉ để moi thông tin về tượng Hazelbang. Ngày mà hắn bị bắt đến địa ngục này sau khi mất đi cha mẹ, bà lão cũng có mặt ở đó. Bà đã chứng kiến tất cả nhưng lại làm ngơ. Và bây giờ, đã đến lúc bà ấy phải trả giá. Vì Yeomji vẫn có chấp níu giữ tay Gungtan. Hắn vậy mà lại thỏa hiệp, nói sẽ không đến tìm bà lão nữa. Hãy để bà tự tìm đến đi. Mà Yeomji cũng đã đến lúc phải trả giá rồi. Lúc này, trong hang động ngoài bờ biển, Minho tỉnh giấc sau giấc ngủ bình yên bên cạnh Van. Cô nhìn thấy một con hươu với cặp sừng to lớn. Trông nó như một loài linh vật vậy. Minho đuổi theo nó ra thì mất dạng. Đúng lúc cô cũng tỉnh dậy.
hóa ra là một giấc mơ. Cảm thấy giấc mơ kỳ lạ như có điểm báo, Minho ra cửa kiểm tra. Bất ngờ, ngực Minho nhói lên, sức mạnh trong cô thức tỉnh. Minho thi triển vài chiêu, sức mạnh tỏa ra, cô đã có thể điều khiển đá nhỏ bay lên, còn biến chúng thành vũ khí, đánh đổ một hòn đá lớn gần đấy. Đang vui mừng vì cuối cùng mình cũng có được sức mạnh, Minho bị Van ngăn lại. Anh nói rằng cô nên dừng lại thôi. Mà Minho thì đang cảm thấy mình có thể tạo được kết giới, cuối cùng thì cô cũng thấy bản thân có ích. Nhưng Van lại không nói gì, cứ kéo co đi và bảo cô không cần làm nữa. Van không chịu giải thích nên Minho đương nhiên sẽ không nghe theo anh. Nhìn Minho cứng đầu như vậy, Van cuối cùng đã nói lên cõi lòng mình. Vì tôi sợ, tôi không muốn cô biến mất. Về phía bã lão, sau khi cảm nhận được khí tức hắc ám, bà đã một mình đi đến chỗ Gung Tan. Gung Tan lúc này vậy mà lại nhàn nhã ngồi đánh đàn. Linh mục Johan cũng cảm thấy điều bất thường, vội vàng băng qua khu rừng đến nhà bà lão. Trong rừng cậu bắt gặp một con bọ hắc ám. Lập tức, linh mục Johan giúp con bọ đi đầu thai. Đến nhà bà lão, linh mục Johan đã tìm kiếm mọi ngóc ngách cũng không thấy người đâu. Đương nhiên rồi, vì lúc này, bà lão đang đứng trước mặt Gung Tan. Bà đến đây để đòi lại Yeomji. Nhìn thái độ nhởn nhơ của Gung Tan, bà lão đã tức giận. Thấy lão bà này vậy mà dám lớn tiếng với mình, Gung Tan nắm tay lại một cái. Đèn trong cả căn phòng chập cháy, bắn lên những tia lửa. Chớp tắt một cái, đèn chùm đã rơi trước mặt bà lão từ bao giờ. Gung Tan cướp đi đứa trẻ của bà lão chỉ để biểu diễn trò vặt vãnh này ư? Đương nhiên không phải rồi. Đã có bao nhiêu đứa con của bà chết dưới tay tôi rồi nhỉ? Bà phải cứu ít nhất một đứa chứ, hoặc chí ít là đứa bà có thể nhìn thấy. Gung Tan đưa tay lên một cái, Yeomji được đưa đến trước mặt bà lão. Cô bé đang bị luồng sức mạnh hắc ám của Gung Tan trói chặt, rất đau đớn. Để hắn thả Yeomji ra, bà lão phải khai ra vị trí những đứa con còn lại của bà. Bà lão nói Gung Tan hãy đâm mình đi, lúc đó linh hồn bà sẽ đến với những đứa con của bà. Và bà thì không cần thách Gung Tan, như một cơn gió, hắn đã xuất hiện trước mặt bà, con dao sắc lạnh kề trên cổ bà lão. Nhìn ánh mắt không chút sợ hãi ấy, Gung Tan quay trở lại đe dọa Yeomji. Yeomji dù bị giẫm dưới chân Gung Tan, vẫn cầu xin hắn hãy tha cho bà lão, có gì thì xử lý mình thôi. Như Yeomji muốn, Gung Tan giơ cao lưỡi dao, một đường cắm thẳng xuống lưng Yeomji, khiến cô bé đau đớn la hét. Nhìn đứa cháu của mình đau đớn, bà lão lại bất lực không làm được gì, vì bà đã bị Gung Tan dùng khí đen giữ chân lại. Bà lão đau khổ cũng khiến những tượng Hazelbang cũng có phản ứng, chúng rung chuyển cả đất trời. Thấy mình đã đi đúng hướng, chỉ cần cho mẹ kêu gọi, con cái sẽ nghe theo. Vậy chỉ cần bà lão tiếp tục đau khổ thêm là được. Gung Tan nở nụ cười ác độc, hắn giơ dao định tiếp tục hành động của mình. Thì bất chợt, Yeomji nhặt một thanh sắt, nhân thời cơ Gung Tan không phòng bị, tặng hắn một nhát chí mạng. Nhưng Gung Tan là phản diện chính, đâu có dễ mà ám sát hắn như vậy. Gung Gan đã đỡ được nhát đó. Ánh mắt Yeomji không chút hối hận vì đã không nghe lời Gung Tan. Nhưng cô bé có hối hận vì đã giúp Gung Tan nhiều việc xấu. Lời này chạm đến sự tức giận của Gung Tan. Hắn hất Yeomji bay xa cả dặm, cô bé va vào lò củi rồi bất tỉnh nhân sự. Trước khi Gung Tan kịp làm gì, linh mục Johan đã kịp đến nơi. Gung Tan cũng chả tỏ ra bất ngờ với sự xuất hiện của linh mục Johan. Hóa ra linh mục trẻ trông như thế này. Gung Tan không biết về linh mục Johan, nhưng lại biết rõ về anh cậu hơn. Không nhiều lời với kẻ này, linh mục Johan lập tức rút kiếm. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Minho, và đương nhiên không thể thiếu việc trả thù cho anh trai. Mà Gung Tan thì tỏ vẻ khinh thường. Linh mục Johan lao đến, Gung Tan đã chặn đứng lưỡi kiếm của cậu. Chỉ vận một chút sức, Gung Tan đã bẻ cổ tay khiến linh mục Johan rời lưỡi kiếm ra. Hắn hất tung cậu bay về phía hàng ghế. Hắn tỏ ra khinh thường chúa mà linh mục Johan tín ngưỡng. Khi cậu bị cướp đi nội tạng, khi anh trai cậu biến thành dục quỷ, và khi cậu chính tay đắp mồ cho anh trai, chúa đã ở đâu? Linh mục Johan sẽ không vì vài lời này mà nhụt chí, rồi nhân cơ hội nhặt lại lưỡi kiếm gần đó, quăng kiếm về phía Gung Tan rồi thi triển phép. Lưỡi kiếm mở ra, sượt qua vai Gung Tan, cắt đi một vài lọn tóc của hắn, cũng vẽ lên cổ hắn một vết sức nhỏ. Nhưng chưa để linh mục Johan kịp vui, Gung Tan nhẹ nhàng hồi phục vết sức trong vài giây. Cậu thấy đấy, tôi không giống Van. Gung Tan đã nghiêm túc, hắn rút dao và hất tung linh mục Johan, rồi tiến về phía bà lão và Yeomji gần đấy. Tầm này thì không còn gì ngăn được Gung Tan. Hắn nhấc bà lão cùng Yeomji lên. Bản thân mình thì không sao, nhưng nhìn đứa cháu gái đau đớn, bà cầu xin Gung Tan dừng lại rồi mình sẽ nói ra vị trí của Hazelbang. Đó là lỗi của ta khi đã không thể an ủi nỗi cô đơn, cơn oán hận của ngươi. Rồi một ngày, ngươi cũng nhận ra hận thù của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói rồi, bà lão mở cánh cổng dẫn Gung Tan đến tượng Hazelbang. Gung Tan dùng máu của mình để phá giải phong ấn từng bức tượng một, hắn giải phóng dục quỷ khắp hòn đảo. Cùng với việc tượng Hazelbang bị phá vỡ, linh hồn của những bô lão dùng để phong ấn cũng tan biến dần. Bà lão đã đau khổ đến mức ấy, nhưng Gung Tan thì chưa có ý định tha cho bà. Đã đến lượt bà phải trả giá. Hắn nhẹ nhàng ghim lưỡi dao của mình vào bà lão. Cứ thế, bà lão đã đi bán muối. Van cũng đã nhận thấy tín hiệu bất thường, anh vội kéo Minho vào hang động, tạo kết giới ngoài cửa. Tôi không thể chiến đấu với Gung Tan nếu có cô ở bên được. Mặc kệ Minho thét đòi thả, Van trở lại hòn đảo.
cả hòn đảo bị bao quanh bởi sức mạnh hắc ám. Khi Van tìm đến nơi, linh mục Johan đang bị ghim trên thanh treo với lưỡi kiếm xuyên qua người. Dù bản thân cũng trong tình trạng nguy kịch, nhưng linh mục Johan vẫn là bảo Van mau đi cứu bà lão. Kể cả Van có đến nơi cũng không kịp nữa. Bà lão chỉ việc chăn chối vài lời rồi cũng nhắm mắt. Lần đầu tiên Van rơi nước mắt. Anh cảm thấy là mình vô dụng vì đã đến muộn. Ở phía đằng này, vậy mà Minho có thể dễ dàng phá vỡ kết giới Van tạo ra chỉ với một cái chạm. Cô cũng nhìn thấy thánh sứ Ozeon. Thánh sứ Ozeon nói cho Minho biết tại sao cô chưa thức tỉnh được sức mạnh. Bên trong cô có hòn đá trưởng thượng Minh Châu. Sức mạnh phong ấn là từ đó mà ra. Nhưng hòn đá ấy không còn nguyên vẹn bởi một mảnh nhỏ đang nằm trong cơ thể Van. Chính sự cố năm xưa đã khiến một mảnh Minh Châu hòa trong người Van. Đó chính là lý do Van càng ở bên cạnh cô thì càng yếu đi. Nhưng cũng chính vì chạm vào người cô, Van mới lấy lại được thứ đã mất đi của con người, đó là trái tim. Van sau khi đưa bà lão về nhà, cũng được đưa vào ảo cảnh với bà lão. Van cũng đã nghe được hết mọi chuyện. Và giải pháp chính là giao mảnh Minh Châu kia cho Minho. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc Van sẽ không thể trở lại làm người nữa. Sức mạnh dục quỷ trong anh sẽ tuôn trào ra. Với Van, chỉ cần Minho sống sót, dù có biến thành dục quỷ, anh cũng cam lòng. Nhưng Minho thì nghĩ ngược lại. Để Van trở lại làm người, cô sẽ tự tạo kết giới, cho dù linh hồn có bị thiêu rụi. Sự lựa chọn của Minho đã tạo nên thay đổi, Gung Tan cũng đã cảm nhận được việc này. Hắn sẽ nhanh chóng tìm đến chỗ cô. Mọi chuyện đã được quyết định, Van cần giải quyết ân oán với Gung Tan và đến chỗ Minho. Nhưng trước đó, anh phải trở lại đưa linh mục Johan về. Linh mục Johan đã được cấp cứu, nhưng tình trạng của cậu hiện tại khá tệ. Mà quản gia Trang cũng sẽ thay linh mục Johan giải quyết gánh nặng còn lại. Trở lại với Minho, cô vừa đặt chân lên vách đá đã bị chặn đứng bởi vài con dục quỷ biến hình. Chúng lao đến tấn công cô. Minho chỉ biết chết lặng, cứ tưởng quả này cô đi bán muối rồi. Vậy mà lũ dục quỷ chưa chạm tới cô đã nổ tung. Là quản gia Trang đã đến. Ông đưa cho Minho khẩu súng có đạn chứa nước thánh. Từ hát sẽ là cuộc thực chiến của những tay thiện xạ. Quản gia Trang hạ gục một con dục quỷ định đánh lén. Rồi cả hai tiến lên, từng nhát súng được lên lòng, kéo theo từng con dục quỷ ngã xuống. Đang chiến hăng say thì súng của quản gia Trang hết đạn. Một con dục quỷ cũng đang lao đến, may mà Minho nhanh chân, chặn trước quản gia Trang và bắn rơi con dục quỷ kia. Vừa hạ hết đám dục quỷ, Gung Tan cũng đúng lúc ló mặt ra. Đằng sau hắn còn hẳn một đội quân hùng hậu. Gương mặt Gung Tan lúc này cũng nổi lên những gân đen, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn đã trở lại hình dạng quỷ của mình. Gung Tan cho rằng Minho thật ngu ngốc khi không chạy trốn. Vậy mà Minho lại khích điều hắn. Chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sắp đưa anh trở về nơi đó. Cảm giác bị phong ấn dưới đó thế nào? Có thích chứ? Lời này khiến Gung Tan nổi máu điên lên. Hắn gầm rú một tiếng, phóng sức mạnh hắc ám về phía Minho và quản gia Trang, khiến hai người họ bị hạn chế tầm nhìn. Khói bụi tan dần, Minho và quản gia Trang vẫn an toàn. Là Van đã có mặt, anh tạo kết giới bảo vệ xung quanh. Van hỏi han hai người không sao chứ? Mà thấy Van vẫn ổn, Minho cũng rất vui. Cô nhờ anh bọc hậu cho mình lên đỉnh núi, cô sẽ tạo kết giới trên đó. Nhìn đám dục quỷ nhung nhúc quanh Gung Tan, Van nhắc Minho nhớ bám sát mình, đừng để tụt lại phía sau. Có thêm cản trở là Van, Gung Tan mở thêm hố sâu, giải thoát thêm dục quỷ. Cả hai lao vào chiến nhau. Từng con dục quỷ lao lên trước đều được Van tặng một vé cơ đôi người. Nhưng mục tiêu vẫn là kẻ nguy hiểm là Gung Tan. Van phi lưỡi dao của mình tiêu diệt hai con dục quỷ, rồi lưỡi dao bay về phía Gung Ta, nhưng hắn nhanh chóng biến mất. Van ngay lập tức phản ứng, nhưng vẫn là chậm một bước. Gung Tan đã đến phía sau anh, đánh anh một chưởng bay dính tường. Minho cùng quản gia Trang đằng này cũng đang cật lực diệt dục quỷ. Chỉ là đám này quá đông, hết con này đến con khác. Khi Minho định tiến lên, cô đã bị một con chặn đường. Vì bất ngờ, nên Minho chưa kịp rút súng đã bị con dục quỷ đánh bay vào vách đá. Vì điều này, Van cũng bị mất tập trung, nhân cơ hội, Gung Tan đã xiên anh một nhát. Quản gia Trang định đến giúp, nhưng cũng bị một con đánh ngã. Giữa lúc ngàn cân treo sợi bún, con dục quỷ càng tiến sát về phía Minho. Thì một nhát kiếm bất ngờ chia con dục quỷ làm hai. Là linh mục Johan đã gia nhập trận chiến. Cậu đã phá bỏ phong ấn sức mạnh của mình là đôi khuyên tai. Bây giờ, cơ thể cậu tràn ngập sức mạnh. Minho đi trước, để lại linh mục Johan và Van bọc hậu. Từng đàn dục quỷ lao về phía linh mục Johan đều bị cậu dễ dàng xử lý. Và Van cũng đã giành lại được thế tấn công trước Gung Tan. Cách xa trận chiến, Minho khó khăn từng bước một tạo kết giới. Từng mảnh ký ức hiện về trong cô. Nhưng cuối cùng, Minho vẫn chưa tạo được kết giới. Cô mệt mỏi khuỵu xuống. Van thì liên tục lao về phía Gung Tan dù bị đánh bay bao lần. Hắn tạo những quả cầu lửa hắc ám ném về phía Van, khiến anh bị thương khá nghiêm trọng. Gung Tan nói Van hãy dừng lại, hắn không có ý định giết anh. Họ chỉ bị giam giữ bởi lời nguyền của thánh sứ Ozeon. Khi Van nói Gung Tan hãy ngậm miệng, hắn thấy anh thật thảm hại vì sau bao lâu cũng không nhận ra mình bị lừa. Mà Van chỉ để ý đến vết thương đang rỉ máu của mình. Anh gọi linh mục Johan đến cầm chân Gung Tan. Nhưng linh mục Johan chỉ có thể cầm cự được một lúc. Van nói sẽ trở lại ngay, rồi để lại chiến trường cho linh mục Johan. Cuộc tái đấu của linh mục Johan và Gung Tan. Nhưng lần này, cậu đã mạnh hơn khi trước rồi. Van rời đi, chính là để đến chỗ Minho. Minho đã tạo được một phần kết giới. Nó cũng ngăn chặn Van đến gần.
Càng đến gần Minho, cơ thể Van càng phản ứng mạnh mẽ, từng lớp da thịt cũng bốc cháy. Dù vậy, anh vẫn cố nhắc từng bước một chạm đến Minho. Cả hai đều không muốn đối phương biến mất theo cách này. Minho nói rằng, vì Van từng bảo đây là vận mệnh của cô nên cứ làm theo ý mình. Nhưng bây giờ đã khác, Van không cho là như vậy nữa. Tôi cùng loài với bọn chúng. Vận mệnh đã định sẵn kể từ khi dòng máu chảy trong người tôi. Nói rồi, Van ôm lấy Minho vào lòng. Anh cầm lấy tay cô, mặc cho Minho khóc lóc, cầu xin anh dừng lại. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Đó là quãng thời gian dài đằng đẵng. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Xin hãy giúp tôi, nhờ cô lần cuối. Nói rồi, Van giúp Minho lấy về mảnh Minh Châu trong mắt anh. Viên Minh Châu đã nguyên vẹn, sức mạnh đã hoàn thiện trong người Minho. Van cũng yên tâm trở lại trận chiến. Mà ở chiến trường lúc này, Linh Mục Johan dù đã có thêm sức mạnh nhưng vẫn không đánh lại Gung Tan. Cậu bị hắn dùng cầu lửa thổi bay. Đúng lúc này, từ trên trời, Van đã trở lại. Bây giờ, anh đã hoàn toàn trở lại là một dục quỷ. Gung Tan vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn muốn dụ dỗ Van đứng về phía hắn. Bởi hai người như là anh em vậy. Chỉ cần hạ được thánh sứ Âu Dê Ông thì luật nhân quả sẽ kết thúc. Nhưng trong suốt thời gian Gung Tan bị phong ấn, Van đã luôn tìm kiếm cách cắt đứt luật nhân quả. Nhưng đến bây giờ tôi mới ngu ngốc nhận ra. Cách duy nhất để cắt đứt luật nhân quả chính là tiêu diệt cả cậu và tôi. Cả cậu và tôi đều phải biến mất. Cả hai rút dao ra, bộc phát sức mạnh lao về phía đối phương. Nhưng Van chậm chân hơn một chút lên bị Gung Tan đánh rơi ngược xuống. Anh lăn vài vòng trên đất rồi đứng dậy, cắm lưỡi dao xuống đất, từng vụ nổ đến chỗ Gung Tan đang đứng. Nhưng hắn đã tránh được và lao lên. Hai lưỡi dao chạm nhau, sức mạnh của cả hai đối đầu. Nhưng Van yếu hơn nên đã bị lưỡi dao của Gung Tan găm vào người. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thì cũng phải cùng nhau kết thúc chứ. Van nhấc lưỡi dao của mình lên xiên Gung Tan một nhát đau điếm. Mà Minho ở bên này sau khi lấy lại toàn bộ sức mạnh, cũng đã có thể tạo ra kết giới. Từng bước một, cô dần hoàn thiện kết giới. Hòn đá phong ấn dưới biển trồi lên, sức mạnh tụ tập lại nó, rồi tỏa ra, thiêu dụi những con dục quỷ có mặt. Và hai sức mạnh dục quỷ lớn nhất là Van và Gung Tan vinh dự được sức mạnh thánh sứ chiếu thẳng xuống đầu. Cả hai dần quay trở về dáng vẻ con người. Cơ thể cũng bị thiêu dụi rồi tan biến dần. Minho đã thành công tạo kết giới. Những hòn đá phong ấn rơi xuống rải rác khắp hòn đảo. Từ trên trời, những ánh sáng trắng của hy vọng lần lượt trải khắp hòn đảo. Ánh sáng mặt trời đã trở lại sau màn mây đen. Một năm sau, Eomji gặp lại tên áo trắng trong Bạch Bách Giáo. Hắn chính là kẻ đứng đằng sau, thao túng Eomji làm mọi chuyện, kể cả việc khiến con bé giúp sức cho Gung Tan. Rồi hắn điều khiển Eomji đi đến vách đá, nhặt lấy con dao khắc chữ Bách được giấu kín. Mà Linh Mục Johan cũng quay trở lại việc trừ tà của mình. Nhưng cậu không còn cười vui vẻ như trước nữa. Con quỷ lần này cậu thanh tẩy liên tục nói Linh Mục Johan hãy chạy đi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Và đúng như vậy, bức tranh trong giáo đường lại rỉ máu, lại thêm một dấu hiệu nữa xuất hiện. Minho cũng đã trở về thành phố, quay lại cuộc sống của mình. Và khi mọi chuyện bị khởi động lại, con dao của Van trong tay Minho cũng có phản ứng. Cô biết rằng sự hy sinh của Van chưa thể ngăn chặn bóng tối. Sau khi nhận được cuộc gọi của Linh Mục Johan, Minho mở cánh cửa căn phòng bí mật. Với công nghệ tiên tiến nhờ nguồn lực của tập đoàn, Minho đã dựng lên căn phòng này nhằm theo dõi hòn đảo Tauma, cũng như tìm kiếm tung tích của Van. Tôi run sợ trước một bóng tối lớn hơn mà thậm chí chẳng hề hay biết. Sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. Tôi sẽ giải cứu thế giới một lần nữa. Đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Bóng tối, rồi lại bóng tối lớn hơn ập đến. Nhưng lần này, Minho đã mạnh mẽ hơn để đối mặt với tất cả. Đến với thách thức mới, sẽ còn gì xảy đến? Là điều gì đang đón chờ phía trước? Liệu Minho còn có thể gặp lại Van hay không? Vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa được sáng tỏ. Minho sẽ bước tiếp trên con đường mới. Cùng chờ đón xem sẽ còn sóng gió gì ập đến nhé. Các bạn thân mến, vậy là Phương vừa đưa đến cho các bạn một bộ phim vô cùng hấp dẫn. Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại phần bình luận của mình dưới comment dưới đây nhé. Và tiếp theo thì các bạn muốn Phương review phim nào? Hãy cho Phương biết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.